Hộ hoa cao thủ tại đô thị. Hạ Thiên. Chương 1901, gây sự. Lữ Văn há to mồm, thật sự nàng không nghĩ tới sư huynh lại còn một chiêu như vậy, nàng cảm thấy như thế nào thì cũng phải nói mấy câu trước đã, nhưng hắn lại trực tiếp đánh người ta bất tỉnh, cũng hơi quá mức đi. Ngược lại Y Tiểu Âm thì không ngạc nhiên với chuyện đấy, đây chính là phong cách của Hạ Thiên, khi tâm trạng của hắn tốt thì có thể nói vài câu với người ta, khi tâm trạng không tốt sẽ trực tiếp động tay. Mà bây giờ tâm trạng của hắn nhìn qua không được tốt lắm. Những người khác trong quán bar đều ngẩn người, chỉ có Lam Minh và bốn bảo vệ lập tức phản ứng lại, hai nữ bảo vệ vội vàng đi đỡ Lam Minh, mà hai bảo vệ nam thì lao đến Hạ Thiên. Rượu đỏ còn ở bên cạnh, Hạ Thiên còn chưa đi nhặt, Lữ Văn cũng không đi, mà hai bảo vệ đó đã vào tới trước mặt hắn. Thế là, Hạ Thiên trực tiếp đá hai cái, hai bảo vệ kia lập tức bay ngược ra. Như vậy thì cũng thôi đi. Lúc bọn hắn rơi xuống, vừa vặn nện trên người hai nữ bảo vệ kia. Ừ, bốn bảo vệ đều ngất đi. Sư huynh, muốn ta nhặt rượu về sao? Lúc này, Lữ Văn yếu ớt hỏi. Bỏ đi, bị mấy đứa đần làm dơ, không thể đưa thứ bẩn như thế cho vợ y nhà ta uống. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó lại nhìn về người phục vụ đưa bình rượu đỏ cho hắn lúc trước, đưa thêm bình rượu đỏ cho ta. À, thật xin lỗi tiên sinh, bình rượu đó chỉ còn có một bình. Nhưng còn có bình rẻ hơn một chút, một bình 2.81 vạn, hoặc bình quý hơn, 6.8 vạn. Thật ra dáng dấp người bán hàng này rất xinh đẹp, chỉ là bây giờ nhìn đi lên có chút lờ mờ, mà sau khi nàng nói câu kia đã có chút hối hận, lỡ như người này là tới uống rượu bá vương, vậy không chừng nàng sẽ gặp phiền phức lớn. Vợ y nhà ta đương nhiên phải uống rượu ngon một chút, có cái gì quý hơn bình 6.8 vạn không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Có, ngược lại có. Nhưng mà không phải rượu đỏ, chúng ta có một bình whisky, tổng giá trị là 88 vạn. Người phục vụ kia trần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Mặc dù nàng cảm thấy có thể người đó tới uống rượu bá vương, nhưng trên lý lẽ mà nói, nàng là phục vụ, chỉ phụ trách bán rượu, không chịu trách nhiệm lấy tiền, nếu như không thu được tiền, cũng không phải là trách nhiệm của nàng. Huống chi, nam nhân này và Y Tiên Y Tiểu Âm ở một chỗ, nhìn qua dường như là nam nhân của nàng ấy. Dù hắn không trả tiền, thì nàng ấy sẽ không đến mức không trả tiền chứ. Thứ đắt tiền nhất cũng chỉ có bao nhiêu đó tiền thôi sao. Hạ Thiên có chút không vui, mà hắn vừa nói xong, cuối cùng ở bốn phía có người nhìn không được bắt đầu thảo luận. Con mẹ nó, 88 vạn mà còn gọi chút tiền. Đây cũng quá trâu bò. Đúng vậy, ta xem hắn sẽ không mua, cũng chỉ là nói một chút. Chỉ là chút mánh khóe, đợi lát nữa chắc chắn hắn sẽ có bộ dáng ghét bỏ rượu không ngon. Sau đó lấy cái lý do đấy mà không mua, sau đó nữa thì sao, có thể hắn sẽ mua một chai bia. Ta cũng cảm thấy như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đang lúc những người đấy thảo luận, Hạ Thiên đã mở miệng, được rồi, tạm chấp nhận, đưa bình 88 vạn kia tới đây. Chuyện đó, tiên sinh, anh thật sự muốn mua. Nữ phục vụ một bên hỏi một bên nhìn về phía Y Tiểu Âm, nàng cảm thấy Y Tiên tương đối đáng tin cậy. Nếu như nàng ấy gật đầu thì sẽ không có vấn đề. Ngươi không thích uống rượu, lại mua rượu mắc như vậy làm gì? Y Tiểu Âm nhìn hắn, tức giận hỏi. Vợ y, đương nhiên là mua cho nàng uống. Hạ Thiên cười hì hì, ừ, ta muốn cho nàng quá chén. Nhàm chán, Y Tiểu Âm trừng mắt với hắn, sau đó nhìn về phía phục vụ, không có việc gì, đi lấy đi. Nàng còn dừng một chút, nói bổ sung, chúng ta sẽ trả tiền. Được. Cảm ơn Y Tiên tiểu thư, cuối cùng người phục vụ đã yên tâm, trong giọng nói lại hưng phấn, dù sao có thể bán ra một bình rượu mắc như vậy, nàng có thể cầm không ít tiền hoa hồng. Trả lại cho ta một thùng bia, loại kia, Hạ Thiên lại nói một câu. Được, tiên sinh, anh chờ một chút, lần này, phục vụ không nghi ngờ, nói xong lập tức xoay người rời đi. Y Tiên tiểu thư, xin hỏi, vị này là, giọng nói truyền tới từ bên cạnh, lại là đội trưởng đội an ninh quán ba đi tới. Nhìn mấy người hôn mê trên mặt đất, lại nhìn Y Tiểu Âm, bây giờ đội trưởng an ninh cảm thấy rất đau đầu, bởi vì chuyện này thật sự không dễ giải quyết. Nếu như Y Tiên không ở nơi đây, có lẽ hắn sẽ trực tiếp ra tay, nhưng bây giờ, rõ ràng ra hỏa gây chuyện kia có quan hệ với nàng ấy, hắn không thể không cố kỵ. Ta đề nghị ngươi nên đưa bọn hắn đi bệnh viện thì tốt hơn. Y Tiểu Âm không trả lời vấn đề của đội trưởng an ninh, mà nàng đưa ra đề nghị tốt nhất. Chuyện đó, được thôi. Cảm ơn Y Tiên tiểu thư. Đội trưởng anh ninh suy nghĩ, cuối cùng quay người rời đi,
một bên cho người ta đưa mấy người đó đi bệnh viện, còn mặt khác hắn bắt đầu gọi điện thoại báo cáo cho ông chủ. Con mẹ nó, chẳng lẽ xử lý như vậy? Không có cách nào, hình như tên kia rất biết đánh nhau. Hơn nữa người kia còn quen biết với Y Tiên. Đúng vậy, mẹ nó, dáng dấp Y Tiên thật dễ nhìn, tên đó có diễm phúc lớn. Y Tiên cái gì, ta nhìn giống như những minh tinh kia, không phải có tiền là có thể trịch. Ngươi đừng nói bậy, Y Tiên người ta có tiền hơn mình, nhưng thật giống tiên nữ, muốn ngủ. À, thế nào, á, chương 1902, bình rượu biết bay. Đụng mẹ, ai mù ném bình rượu, à. Tiếng rên thảm thỉnh thoảng vang lên, dẫn tới đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó, đám người đó đã nhìn thấy bình rượu đang bay trên không trung. À, nghiêm túc mà nói, thật ra thì không chỉ có bình rượu, còn có từng chai bia, mà lần này bia nện vào trên đầu những người đó, trực tiếp bể tan tành. Từng người ngã xuống, mà đám người lập tức tìm được kẻ cầm đầu, không ai khác, chính là Hạ Thiên mới đập những người kia bất tỉnh. Một đám ngu ngốc, cho là vụng trộm nói xấu vợ của ta. Ta sẽ không nghe thấy sao? Giọng nói lười biếng vang lên, nói xấu ta thì có thể, không cho phép nói xấu vợ của ta. Đậu xanh, đây là một tên điên. Á, có người thấp giọng chửi mắng, sau đó một chai bia đập vào trên đầu của hắn. Người đấy có chút phẫn nộ, không phải ngươi nói có thể nói xấu ngươi sao? Là có thể nói, Hạ Thiên lười biếng nói, ta không nói không đánh ngươi. Trong khi nói chuyện, lại một chai bia bị ném ra ngoài. Lần nữa nện vào trên đầu người đó. Á! Người đấy ngã xuống. Chuyện đó, tiên sinh, đây là bình whisky đó. Người phục vụ vừa mới đem rượu ra sắp điên rồi, một dương bia đều bị ném, cũng may còn whisky. Nếu như whisky cũng bị ném ra đập vào người ta, đoán chừng nàng sẽ trực tiếp điên lên. Ồ, tốt, Hạ Thiên cười hì hì, cầm chai whisky tới, thuận tay mở ra, sau đó rót một ly đưa cho Y Tiểu Âm tới. Vợ y y, nàng uống nhiều một chút. Sư huynh, rượu mắc như vậy ta còn chưa từng uống qua, cho ta uống một chút có được hay không? Lữ Văn ở bên cạnh kích động. Được, Hạ Thiên đổ cho Lữ Văn một chút, ừ, đúng là một chút. Chuyện đó, xin hỏi, bên cạnh truyền tới một giọng nói. À, sao ngươi còn ở đây? Hạ Thiên ngạc nhiên, bộ dạng khó coi như thế, ngươi không phải tự mình chủ động nhanh chóng biến mất sao? Người vừa nói chuyện không ai khác, chính là Kim Soái chủ động chạy tới gần Hạ Thiên muốn ngồi chung, mà giờ khắc này, vị đại minh tinh Kim Soái cảm thấy bực bội, đầu tiên là phát hiện danh tiếng của mình còn không bằng một bác sĩ như Y Tiểu Âm, sau đó lại phát hiện, bây giờ đám người hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Càng làm cho hắn cảm thấy bực bội là, thế mà có người nói hắn xấu. Công bằng một chút, không phải hắn không có tóc sao? Không có tóc không có nghĩa là xấu. Không phải. Cái đó, trước đó tiểu muội muội này nói muốn ký tên sao? Ta muốn hỏi một chút, còn cần ta ký tên không? Cuối cùng Kim Soái tìm được lý do cho mình. Muốn, tất nhiên muốn. Lữ Văn lập tức hưng phấn, ngươi chờ một chút nha, ta đi tìm bút. Không cần, chỗ ta có bút. Kim Soái vội vàng nói, hắn mang theo trong người, sau đó, hắn lấy ra một tấm danh thiếp, nhanh chóng ký tên, đưa cho Lữ Văn cảm ơn ngươi ủng hộ. Qua, quá tuyệt vời. Được ký tên còn có số điện thoại. Lữ Văn rất vui vẻ, cảm ơn Kim Soái, người thật sự rất đẹp trai. Nghe nói như thế, Kim Soái lại cảm thấy mình được chữa khỏi một chút, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, cái đó, về sau ngươi có chuyện gì, ví dụ muốn vé vào cửa buổi hòa nhạc thì có thể gọi điện thoại cho ta. Vợ y y, nàng nói có phải người này có ý đồ với Văn Văn sư muội hay không? Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm, vẻ mặt thành thật, mặc dù dáng dấp hắn rất xấu. Nhưng Văn Văn sư muội cũng không đẹp mắt như vậy, hơn nữa còn cảm thấy hắn đẹp trai, điều đó giống như rất dễ xảy ra vấn đề. Ngươi không nói hưu nói vượn sẽ chết sao? Y Tiểu Âm trừng mắt với Hạ Thiên, tức giận nói. Sau đó, Y Tiểu Âm quay đầu nhìn Kim Soái, Kim tiên sinh, cảm ơn ngươi ký tên giúp Lữ Văn, hắn ăn nói như vậy, xin đừng quá để ý. Không quan trọng, kỳ thực có thể nhìn thấy Y Tiên tiểu thư, đã là vinh hạnh của ta. Kim Soái vội vàng nói. Dừng một chút, Kim Soái lại nói, vậy thì, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta còn có chút việc phải về nhà trước. Ban đầu Kim Soái tới nơi đây để thư giãn một tí, nhưng bị Hạ Thiên làm ồn thì có chút buồn bực, hơn nữa còn rất lúng túng, bây giờ, hắn cảm thấy vẫn nên rời đi thì tốt hơn. Thật ra Kim Soái còn muốn làm quen Y Tiểu Âm một chút, tuy nhiên hắn không có ý đồ gì với nàng ấy,
mà cảm thấy quen biết một thần y như vậy thì cũng rất có lợi, nhưng hắn đã hiểu rõ, bây giờ chuyện đó rất nguy hiểm, làm không cẩn thận sẽ bị đánh, hay là bỏ đi, dù sao bây giờ hắn không có bệnh, vì quen biết bác sĩ mà làm cho bản thân thành có bệnh, vậy thì không có chỗ tốt nào. Đứng hết lại, ai cũng đừng đi, một giọng nói lạnh lùng truyền đến ngay lúc này, nghe nói có người đã thương em trai của ta. Theo sau câu nói đó, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đi đến, phía sau hắn, có hai người đi theo, một nam một nữ. Vợ y y, hai người kia, giống như có chút ý tứ. Hạ Thiên cười hì hì với Y Tiểu Âm. Chương 1903, Lam Thiên Thành. Y Tiểu Âm hơi nhíu mày, nàng biết hai người mà Hạ Thiên nói tới chính là đôi nam nữ kia, thật ra nàng đã nhìn ra hai người kia có chút không giống người thường. Ta là Lam Thiên Thành, Lam Minh Thành là em trai ta, tên nào vừa mới làm em trai ta bị thương, khôn hồn thì mau bước ra đây. Lúc này, nam tử chừng 30 tuổi lại lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự uy hiếp, nếu không nếu bị ta tìm ra thì cũng đừng trách ta không khách khí. Vợ y y, tới, mau uống rượu nào. Hạ Thiên đã thu tầm mắt lại, bưng ly whisky đưa đến bên miệng Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm liếc xéo hắn một cái, nhưng vẫn há miệng uống một ngụm. Mặc dù nàng không hứng thú gì với việc uống rượu, nhưng là một người tu tiên, nàng sẽ không dễ uống say đâu, huống chi nàng còn là thần y, có rất nhiều biện pháp giải rượu. Y Tiên tỷ, rượu đó uống ngon không? Lữ Văn có chút tò mò hỏi. Với ta mà nói thì không có rượu nào uống ngon cả. Y Tiểu Âm cười nhạt. Cũng đúng ha, người thích uống rượu thì mới cảm thấy rượu ngon. Lữ Văn cười hì hì, ta vẫn nên thử một chút đi. Lữ Văn bưng ly lên rồi uống cạn chút rượu whisky bên trong, tiếp đó ho khan mãnh liệt, khụ khụ. Quá nồng, khụ khụ. Hạ Thiên thuận tay cầm ngân châm đâm vào người Lữ Văn một cái, đối phương lập tức hết ho khan. Y Tiên tỷ, rượu này chẳng ngon chút nào. Vẻ mặt của Lữ Văn đau khổ, rõ ràng nàng không còn hứng thú tiếp tục uống thứ kia, ta vẫn nên uống chút bia thì tốt hơn, đã tới đây rồi, nếu không uống cái gì đó thì sẽ luôn cảm thấy giống như chưa tới. Lữ Văn bắt đầu tìm nhân viên phục vụ gọi vài ly bia, tiếp đó nàng phát hiện tình huống không đúng lắm, hình như toàn bộ quán bar chỉ còn bọn hắn là uống rượu. Mà những người khác nhìn qua hình như có vẻ rất khẩn trương, đội trưởng đội bảo vệ cũng đã đi đến bên cạnh Lam Thiên Thành nhỏ giọng nói gì đó. Sau đó, Lam Thiên Thành nhìn về phía mấy người Hạ Thiên. Vợ y y, nàng uống thêm một ly nữa đi. Hạ Thiên lại đổ một ly rượu đưa tới bên miệng Y Tiểu Âm. Lần này, nàng giơ tay cầm lấy, nói, ngươi nhất định bắt ta uống hết bình đó có phải không? Đúng rồi nha vợ y y, nàng không uống hết thì làm sao say được chứ? Hạ Thiên nghiêm túc nói. Ta uống xong cũng sẽ không say. Y Tiểu Âm tức giận nói, sau đó nàng lại một hơi nốc cạn rượu trong ly. Hiện tại, Y Tiểu Âm không cần Hạ Thiên rót rượu, nàng tự đổ một ly cho mình, tiếp đó uống một hơi cạn sạch, rồi lại tiếp tục đổ, cứ như vậy, một ly rồi lại một ly. Không đến một phút thì Y Tiểu Âm đã uống hết bình whisky. Qua, Y Tiên tỷ, tử lượng của ngươi thật là lợi hại. Lữ Văn lộ ra vẻ mặt sùng bái. Mà Kim Soái, người đứng một bên vẫn còn chưa đi, rõ ràng cũng nhìn ngây người, tử lượng đó thật sự là tốt đến mức hơi thái quá. Nhân viên phục vụ lấy rượu cho bọn hắn cũng có chút ngẩn người, đây là chai rượu trị giá 88 vạn đấy, thế mà lại bị tùy ý uống cạn như vậy. Người ta thích uống rượu thì sẽ chậm rãi nhấm nháp. Nhưng vị Y Tiên tiểu thư kia lại uống rượu giống như uống nước. Không ngờ Y Tiên đại danh đỉnh đỉnh lại có tửu lượng không tệ. Lúc này, một giọng nói truyền đến, người lên tiếng không phải ai khác chính là Lam Thiên Thành. Lam Thiên Thành đi tới, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt của Y Tiểu Âm, Y Tiên tiểu thư, xin tự giới thiệu, ta là Lam Thiên Thành của nhà họ Lam, mặc dù những năm gần đây Y Tiên tiểu thư rất ít tới kinh thành, nhưng ta nghĩ người đã nghe nói tới tên của ta. Xin lỗi. Ta không quá quen thuộc kinh thành, Lam tiên sinh có chuyện gì xin nói thẳng. Giọng của Y Tiểu Âm vẫn rất điềm đạm, nhưng lời của nàng cũng tương đương gián tiếp nói cho mọi người rằng, nàng không biết Lam Thiên Thành là ai. Thật ra điều đó cũng không có gì kỳ lạ, mặc dù bây giờ nhà họ Lam quả thật có chút danh tiếng ở kinh thành, nhưng vấn đề là, đối với Y Tiểu Âm mà nói, gia tộc ở kinh thành có thể làm cho nàng coi trọng cũng chỉ có nhà họ Triệu và nhà họ Tống mà thôi, nàng căn bản sẽ không đi chú ý những gia tộc còn lại. Nàng chỉ là một bác sĩ, không muốn để ý tới cái gọi là tranh đấu gia tộc, tất cả đều không quan hệ gì với nàng. Về phần tại sao nàng lại chú ý nhà họ Triệu và nhà họ Tống, đơn giản là vì hai gia tộc kia có liên quan tới Hạ Thiên.
xem ra nhà họ Lam chúng ta không có cách nào lọt vào đôi mắt tôn quý của Y Tiên tiểu thư rồi. Trong giọng nói của Lam Thiên Thành có chút giễu cợt, rõ ràng là câu trả lời của nàng khiến hắn xấu hổ. Nè, nếu tên ngu ngốc người biết bản thân xấu xí không được vợ y nhà ta nhìn chúng thì sao còn không chủ động biến mất đi? Một giọng nói không vui tiếp lời, mà gia hỏa vừa mở miệng đã đắc tội người khác đương nhiên chỉ có một người. Y Tiểu Âm cũng có chút cạn lời, cuối cùng thì tới khi nào người này mới học được cách nói chuyện đàng hoàng đây? Y Tiên tiểu thư, bất luận như thế nào thì ta vẫn rất tôn trọng ngươi, cho nên bây giờ ta xin hỏi một chút, vị này là gì của ngươi? Ngươi có muốn nhúng tay vào chuyện của hắn hay không? Lam Thiên Thành rõ ràng đã có chút nổi giận. Ngươi ngốc à, ta đương nhiên là chồng của vợ y rồi. Hạ Thiên có chút không vui, ngươi đừng có quấy rầy vợ y của ta nữa, muốn đánh nhau thì nhanh lên, ta lười động đậy, đám kém thông minh các ngươi tự đưa bản thân tới cho ta đánh là được. Chương 1904, Tiểu Hắc. Lam Tiên Sinh, ta có thể mặc kệ chuyện giữa các ngươi, nhưng trước khi ngươi muốn động thủ thì ta đề nghị ngươi nên hỏi xem hắn tên là gì. Y Tiểu Âm cười nhạt một tiếng. Hơi dừng một chút, Y Tiểu Âm nói tiếp, ta nghĩ tốt hơn hết là mình nên nói cho các ngươi biết hắn là ai. Hắn tên là Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Nếu như các ngươi chưa nghe nói tới hắn, vậy thì các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn nếu như các ngươi đã nghe nói qua, vậy ta tin tưởng các ngươi cũng biết nên làm như thế nào. Sở dĩ Y Tiểu Âm đi theo Hạ Thiên đến kinh thành, chủ yếu vẫn là sợ hắn làm càn ở đây, cho nên dù nàng không quá muốn quản chuyện kia, nhưng vẫn chủ động báo tên của Hạ Thiên. Xin lỗi, ta chưa từng nghe về cái tên Hạ Thiên đó. Lam Thiên Thành cười lạnh một tiếng, tất nhiên, nếu Y Tiên tiểu thư mặc kệ chuyện này thì tốt nhất. Lam Thiên Thành quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, giọng điệu lạnh lùng, ta mặc kệ ngươi là Hạ Thiên hay Hạ Đông, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi lập tức xin lỗi ta. Tên ngu ngốc nhà ngươi thật quá phiền phức, Hạ Thiên cắt đứt lời của tên kia, muốn đánh nhau thì nhanh tay lên, ta đã nói ta lười nhúc nhích. Đáng tiếc ta không có bình rượu trong tay, nếu không thì ta đã lấy nó đập ngươi rồi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ tới, hử, không đúng, vợ cho ta mượn bình rượu một chút. Bình rượu đúng là có một cái, chính là bình whisky kia, nhưng có lẽ biết hắn sẽ dùng bình đập người, cho nên nàng cầm chắc trong tay không đưa. Bên phía Y Tiểu Âm còn chưa đưa bình cho Hạ Thiên, thì Lam Thiên Thành đã không thể nhịn được nữa giống lên, tiến lên. Hai người các ngươi tới tát vào mặt tiểu tử này mấy cái cho ta. Đôi nam nữ kia nhìn nhau, tiếp đó đi tới gần Hạ Thiên. Nhưng bọn hắn không có động thủ, mà nhìn Hạ Thiên, sau đó nam tử kia hỏi, anh thật là Hạ Thiên sao? Giọng của nam tử đấy có vẻ rất khách khí. À, vợ hình như hắn có nghe nói về ta nha. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Anh từ Giang Hải tới, nữ nhân bên cạnh cũng lên tiếng hỏi thăm, giọng điệu còn khách khí hơn. Hắn là Hạ Thiên, đến từ Giang Hải, hắn chính là Hạ Thiên mà các ngươi đã nghe nói. Y Tiểu Âm nhìn hai người kia. Ta không biết hai người các ngươi đến từ nhà nào, nhưng tốt nhất là các ngươi nên khuyên nhủ vị Lam tiên sinh kia, bảo hắn nhanh chóng dẫn em trai mình rời khỏi quán bar. Cảm ơn Y Tiên tiểu thư, chúng ta biết phải làm sao rồi. Nữ nhân gật đầu một cái. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Lam Thiên Thành có chút tức giận, ta bảo các ngươi động thủ, bộ không nghe thấy sao? Xin lỗi, Lam tiên sinh, chúng ta không thể động thủ. Nam tử lên tiếng, hơn nữa chúng ta cũng không phải đối thủ của vị Hạ Thiên tiên sinh kia. Lam tiên sinh, anh vẫn nên nghe theo lời của Y Tiên tiểu thư đi. Nữ nhân đấy tiếp lời. Buồn cười, ta cho các ngươi nhiều tiền như vậy chính là để các ngươi làm việc cho ta, không phải để các ngươi dạy ta làm việc. Lam Thiên Thành cực kỳ tức giận, nhưng hắn còn chưa nói xong thì một cái bình bay tới nện vào đầu hắn. Đông! Lam Thiên Thành ngã xuống. Cuối cùng thì bình rượu whisky trong tay Y Tiểu Âm vẫn bị Hạ Thiên lấy được, sau đó lập tức có đất dụng võ. Nè, hai người kia, ai dạy võ công cho các ngươi? Hạ Thiên nhìn về phía đôi nam nữ, lười biếng hỏi. Hạ thần y, thầy của chúng ta họ Cố, nữ nhân kia cung kính hồi đáp. Ừm, thì ra là mấy tên trong nhà xương nha đầu. Hạ Thiên lập tức hiểu được, tốt, các ngươi đi đi. Vâng, Hạ thần y, đôi nam nữ nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, khi đi thì bọn hắn còn thuận tiện mang theo hai anh em Lam Thiên Thành và Lam Minh Thành theo cùng. Còn về những người khác trong quán bar, bây giờ vẻ mặt nhìn vào Hạ Thiên đều tương đối đặc sắc. Cuối cùng thì người này là ai, không những đánh chạy mấy người kia, ngay cả người mà Lam Thiên Thành mang tới cũng không dám ra tay với hắn.
nhưng cái tên Hạ Thiên kia cũng không nổi tiếng ở kinh thành, ít nhất là bọn hắn chưa từng nghe nói tới. Chuyển sang nơi khác đi, Y Tiểu Âm nhìn hắn, nàng cảm thấy nơi đây không có cách nào chơi được nữa, suốt buổi tối nàng chỉ nhìn ra hỏa này đánh người. Vợ Y Y, chúng ta trở về khách sạn à? Hạ Thiên lập tức hỏi. Không, Y Tiểu Âm trừng mắt với Hạ Thiên, tiếp đó quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ cách đó không xa, tính tiền. Vâng, Y Tiên tiểu thư, nhân viên phục vụ kia lập tức đưa đơn tới, hết thảy là 91.8500, ta có thể giảm giá cho ngài. Được rồi, không cần giảm, đại ca ta tới tiệm ta uống rượu, làm gì cần phải tính tiền chứ? Một giọng nói truyền đến, một người nhanh chóng đi tới trước mặt Hạ Thiên, đại ca à, người đại giá quang lâm, tại sao lại không chịu nói một tiếng với ta hả? Đây là một nam nhân hơn 30 tuổi, làn da hơi đen, mặc một bộ đồ màu trắng, bên cạnh hắn là mấy người vệ sĩ. Tiểu Hắc, đây là quán ngươi mở à? Lần này, Hạ Thiên thật sự có chút ngạc nhiên. Tiểu Hắc, nghe nói như thế, trong lòng không ít người đều cảm thấy rất cổ quái, ông chủ Bạch kia lại bị đối phương gọi là Tiểu Hắc. Mặc dù ông chủ Bạch rất đen, nhưng cũng không thể gọi như vậy chứ. Chương 1905, Victoria's Secret. Đại ca, thật ra là do ta buồn chán nên mới mở chỗ này chơi, bình thường cũng không có đến đây, vì vậy ta mới không biết ngươi tới đây. Người này chính là Bạch Tiểu Lỗi, ông chủ Bạch của nhà họ Bạch trước kia, mặc dù đã nhiều năm không gặp nhưng Hạ Thiên chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra hắn ngay. Ồ, phẩm vị của ngươi đúng là chẳng ra sao cả. Dáng dấp nhân viên phục vụ ở đây đều không đẹp mắt. Hạ Tưởng thuận miệng nói, giọng nói của hắn cũng không nhỏ, hơn nữa, bây giờ quán ba khá yên tĩnh. Hắn nói thế chẳng phải đã lập tức đắc tội với các mỹ nữ nhân viên phục vụ ở quầy rượu rồi sao? Ít nhất có mấy chục con mắt đều đang nhìn về phía Hạ Thiên. Chỉ có điều hiện tại cũng không ai dám mắng chửi người, dù sao bọn họ cũng không phải là đồ ngốc, vừa nhìn đã biết người kia có quan hệ mật thiết với ông chủ. Đại ca, tất nhiên là khẩu vị của ta không thể sánh được với ngươi rồi. Trong giọng nói của Bạch Tiểu Lỗi ít nhiều có chút bất đắc dĩ, hắn cũng coi như hiểu rõ Hạ Thiên, biết hắn là người có phẩm vị rất cao. Bạch Tiểu Lỗi dừng lại chút, nói thêm, đại ca, thật ra rất khó tìm những người tốt hơn. Trừ khi ngươi thực sự mời được những thiên thần Victoria's Secret kia đến, đừng nói là các nàng sẽ không tới làm nhân viên phục vụ, cho dù có đồng ý làm thì cũng rất đắt tiền. Thiên thần Victoria's Secret rất đẹp sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi, có đẹp như vợ Y Y không? Ách, chuyện đó, Bạch Tiểu Lỗi giờ khóc giờ cười, tất nhiên là không rồi. Ồ, vậy thì những người đó cũng không dễ nhìn. Hạ Thiên lập tức mất hứng thú. Sư huynh, để ta nói cho người biết, các thiên thần Victoria's Secret thực sự rất đẹp, thân hình rất chuẩn. Lữ Văn ở bên cạnh nói, đều là chân dài đó. Chân của vợ Y Y rất dài, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không phải, mặc dù Y Tiên tỷ cực kỳ xinh đẹp, thân hình cũng cực kỳ tốt, nhưng rất nhiều thiên thần Victoria's Secret là người nước ngoài, các nàng còn cao hơn cả Y Tiên tỷ, vì vậy đôi chân thực sự siêu cấp dài, dài hơn rất nhiều so với tỷ ấy. Hiển nhiên là Lữ Văn biết rõ chuyện đó, không giống như Hạ Thiên cái gì cũng không biết. Chân dài thì có gì đặc biệt hơn người chứ, đều không thể so được với tiểu muội chân dài. Hạ Thiên vẫn không để ý chút nào, khuôn mặt không xinh đẹp, chân dài cũng không được nha. Sư huynh, người đang nói ai vậy? Tiểu muội chân dài, Lữ Văn có chút buồn bực. Lữ Văn, sư huynh của ngươi nói chuyện rất loạn thất bát tao, ngươi cũng đừng hỏi hắn nữa. Bây giờ, Y Tiểu Âm mới mở miệng nói. Đại ca, ở đây nhiều người lắm miệng, hay chúng ta đi lên lầu? Quán bar này thật ra còn có phòng khách VIP trên lầu. Hiện tại, Bạch Tiểu Lỗi cũng đưa ra đề nghị. Vợ Y Y, nếu không chúng ta cứ trực tiếp thuê phòng ở khách sạn nhỉ? Hạ Thiên có chút không muốn tiếp tục đợi ở đây nữa. Muốn đi thì ngươi đi một mình đi, Y Tiểu Âm tức giận nói, sau đó nàng quay sang Bạch Tiểu Lỗi, đưa ta lên đi. Thực ra, ban đầu Y Tiểu Âm cũng muốn rời đi. Bởi vì nàng cảm thấy nếu như hắn ở lại đây thì chắc chắn còn có thể gây chuyện. Nhưng vì có cái gọi là phòng VIP ở phía trên, vậy chắc sẽ không gặp phải những người không liên quan. Hơn nữa, bây giờ nàng cũng không muốn trở về khách sạn, mặc dù nàng không sợ Hạ Thiên thực sự sẽ làm gì với mình, nhưng một khi hai người ở riêng một chỗ, tên lưu manh đó chắc chắn sẽ làm loạn, như vậy cứ tiếp tục ở trong quán bar vẫn tốt hơn. Ít nhất, hiện tại không chỉ có Lữ Văn mà còn có Bạch Tiểu Lỗi bên cạnh. Nên hắn có như thế nào cũng phải thu liễm lại một chút. Đại ca, bên này, Bạch Tiểu Lỗi dẫn đầu ở phía trước,
mấy người rất nhanh đã đi lên lầu 2. Mà lúc này, bất kể là ai cũng hiểu thân phận của Hạ Thiên không giống như người bình thường, người có thể khiến Bạch Tiểu Lỗi gọi đại ca, có thể là người bình thường sao? Sau khi bọn hắn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, quán ba từ từ trở lại bình thường, nhưng Kim Soái lại khá lúng túng, vừa nãy khi mấy người Hạ Thiên lên lầu, hoàn toàn không có ai nói chuyện với hắn, ngay cả Lữ Văn là người hâm mộ hình như cũng đã quên mất hắn. Kim Soái lắc đầu, hắn quyết định rời đi, đêm nay, ở đây không thích hợp với hắn. Trên thực tế, nơi gọi là phòng khách VIP chính là một căn phòng bằng kính, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bao gồm cả tình hình ở lầu dưới, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong. Hơn nữa bên trong còn có hai tầng kính, một tầng là cách âm, nếu như không muốn nghe tiếng nhạc bên dưới thì nó có thể ngăn cách, nếu muốn cảm thụ âm nhạc thì thu lại kính cách âm. Bây giờ, tấm kính cách âm được thu lại, ở phía trên cũng có thể nghe thấy âm thanh phía dưới, tuy rằng âm thanh khá ầm ĩ nhưng cũng không ảnh hưởng đến phía trên nói chuyện. Đại ca, người muốn uống gì? Bạch Tiểu Lỗi mở miệng hỏi. Ta muốn làm cho vợ y say. Nhưng nàng ấy vừa mới uống một chai rượu whisky cũng không xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm, đúng rồi, chính là sư phụ để ta đi chơi với tiểu sư muội. Trước tiên ngươi lấy cho nàng ấy đồ uống gì ngon đi. Được, vừa khéo ở đây có một loại cocktail gọi là thiếu nữ 18 tuổi, rất thích hợp cho các cô gái. Bạch Tiểu Lỗi nhìn về phía nhân viên phục vụ bên cạnh, đi lấy một ly tới. Vâng, ông chủ, nhân viên phục vụ lập tức rời đi. Chương 1906, thưởng trà. Trong phòng VIP, có hai nhân viên chuyên môn phục vụ, hơn nữa bất kể là khuôn mặt hay vóc dáng, các nàng đều tốt hơn rất nhiều. Nếu so sánh mà nói thì người vừa đi ra ngoài cao hơn và chân dài hơn, còn người ở bên trong thì đầy đặn hơn, rõ ràng là một số chỗ lớn hơn chút. Đại ca, nếu như ngươi không thích uống rượu, vậy thì ta pha cho ngươi ấm trà nhé. Bạch Tiểu Lỗi lại đề nghị, mấy ngày trước có người đưa cho ta ít Kim Tuấn Mi, một loại hồng trà nổi tiếng của Trung Quốc nói là chính tông. Ta uống một chút thấy cũng không tệ, hay ngươi thử chút đi. Cũng được, ta không có vấn đề. Hạ Thiên thuận miệng nói, thỉnh thoảng hắn cũng uống trà ở nhà nhưng thực sự không thấy hứng thú lắm. Cho dù là Đại Hồng Bào, một loại trà ô long có xuất xứ từ Vũ Di Sơn, đây là một trong 10 danh trà nổi tiếng của Trung Quốc chính tông trước đây, với hắn mà nói cũng chỉ có như vậy. Vâng, đây là đường đường, vừa khéo nàng pha trà cũng khá giỏi. Bạch Tiểu Lỗi giới thiệu một chút về nhân viên phục vụ kia, đường đường, đến giúp đỡ pha trà đi. Vâng, ông chủ, đường đường gật đầu đáp lại. Nhân viên phục vụ chân dài kia rất nhanh đã bưng một ly cocktail trở về, mà đường đường bắt đầu pha trà, Hạ Thiên cảm thấy dù sao thì vợ y y nhà hắn cũng không say nên quyết định uống trà với nàng. Y Tiểu Âm không có ý kiến gì về việc đấy. Nàng không thích uống rượu nhưng thực ra nàng lại thích uống trà. Đại ca, người đến Kinh Thành là vì có chuyện gì đặc biệt sao? Lúc này, Bạch Tiểu Lỗi bắt đầu dò hỏi. Bạch Tiểu Lỗi không có bảo nhân viên phục vụ tránh mặt, có vẻ như hai nhân viên phục vụ này rất được hắn tin tưởng. Tam sư phụ xảy ra chút chuyện nhỏ, ta tới chơi một thời gian, bây giờ chuyện đã xong xuôi rồi, chỉ có điều tam sư phụ nói với ta là tiểu sư muội chưa được đi chơi nên muốn ta dẫn nàng ấy đi chơi vài ngày. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, ai, đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai ngươi bắt đầu phụ trách việc đưa sư muội của ta đi chơi nha. Đại ca, chỉ cần vị tiểu sư muội kia của ngươi không có ý kiến gì là được, còn ta chắc chắn không có vấn đề. Bạch Tiểu Lỗi đáp, Lữ Văn có chút buồn bực, chuyện kia, sư huynh, rốt cuộc nam nhân đó là ai thế? Bây giờ, Lữ Văn vẫn còn có chút mơ hồ, mặc dù người đó gọi sư huynh là đại ca. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống sư huynh đệ đệ. Đây là tiểu đệ của ta, Văn Văn sư muội, ngươi đi ra ngoài chơi với hắn là được rồi, hắn hứa sẽ dẫn ngươi đi chơi thật vui. Hạ Thiên nhanh chóng nói, hắn khá hài lòng với sự thông minh của bản thân, như vậy, hắn lại có thể chơi một mình với vợ y y rồi. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Y Tiểu Âm, cười hi hi nói, vợ y y, nàng xem ta sắp xếp như vậy có phải là rất tốt hay không? Y Tiểu Âm trừng mắt với Hạ Thiên. Một lát sau nàng mới mở miệng nói, Lữ Văn, ngươi vẫn nên nghe lời của sư huynh ngươi đi. Ngươi đi ra ngoài chơi với vị Bạch đại ca đó, hắn sẽ thu xếp tốt hơn. Dừng một chút, Y Tiểu Âm lại nói, nếu như ngươi đi với hắn, cha ngươi chắc cũng sẽ yên tâm hơn. Thực ra, Y Tiểu Âm biết Hạ Thiên đang có ý đồ gì. Mấu chốt là nhìn vào tình hình hôm nay, nếu thực sự muốn để cho hắn đưa Lữ Văn đi chơi, không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện. Hơn nữa,
điều quan trọng hơn là không biết nàng ấy đi chơi chung với hắn sẽ biến thành dạng gì, nếu không cẩn thận, chỉ sợ đến lúc đó nàng ấy lại không bình thường giống như hắn. Tuy Hạ Thiên muốn lười biếng, nhưng để cho Bạch Tiểu Lỗi phụ trách chuyện đấy thực sự sẽ tốt hơn. Y Tiên tỷ, người đã nói như vậy, thế được rồi, a, rượu này ngon thật đấy. Lữ Văn uống một ngụm cốc tai thiếu nữ 18 tuổi kia, rồi nói một câu cảm thán. Đại ca, gần đây có một số tin đồn không tốt lắm. Bên kia, ngươi không có chuyện gì chứ? Bạch Tiểu Lỗi do dự một chút, lại mở miệng hỏi. Cũng không có chuyện gì lớn, nhưng, mấy ngày nay có mấy tên ngốc muốn tìm đến cái chết. Hạ Thiên lười biếng nói, dù sao thì các ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Có việc gì thì có thể gọi điện thoại cho ta, à, đúng rồi, ta đã đổi số điện thoại rồi. Hạ Thiên nói cho Bạch Tiểu Lỗi biết số điện thoại mới của mình, Tiểu Lỗi rất tự nhiên vội vàng ghi lại. Vợ Y Y, tới uống trà đi. Lúc này, Hạ Thiên mới bưng một ly trà đến bên miệng Y Tiểu Âm. Nàng đưa tay nhận trà, sau đó nhìn Bạch Tiểu Lỗi, mở miệng nói, lúc nào hắn cũng không hỏi đến chuyện chính, tình hình ở kinh thành bây giờ như thế nào. Trước đây hắn có xảy ra mâu thuẫn với hai người, một người tên là Lam Minh Thành, còn người kia tên là Lam Thiên Thành, nói là đến từ nhà họ Lam. Lam Thiên Thành có hai vệ sĩ, nhưng hình như là đến từ một gia tộc khác. Rốt cuộc chuyện đó là như thế nào? Không đợi Bạch Tiểu Lỗi nói, nàng còn nói thêm, trước đây ta đã nghe Lam Thiên Thành nói là, có vẻ như bây giờ nhà họ Lam rất nổi tiếng phải không? Nhưng ta thực sự chưa từng nghe nói về bọn hắn. Y tiểu thư, Bạch Tiểu Lỗi vừa mới nói ra mấy chữ đã bị Hạ Thiên đánh gãy. Gọi là chị dâu, Hạ Thiên uốn nắn lại xưng hô. Xin lỗi chị dâu, là như vậy. Mấy năm qua, tất cả mọi người đều cố gắng làm cho danh tiếng của đại ca biến mất. Sau này nhà họ Triệu hay nhà họ Tống, bọn hắn cũng đều rất kém. So sánh mà nói, nhà họ Bạch của chúng ta vẫn tính là có chút tiếng nói tương đối cao. Mặt khác, nói tóm lại, tình hình hiện tại mặc dù những gia tộc lớn chân chính ở thủ đô là nhà họ Triệu và nhà họ Tống, nhưng thậm chí vẫn có nhiều người cho rằng nhà họ Bạch chúng ta mới là gia tộc lớn mạnh nhất. Sắc mặt Bạch Tiểu Lỗi có chút bất đắc dĩ, thế nhưng bây giờ nhà họ Bạch chúng ta đã cố gắng thấp xuống đến mức toàn bộ kinh thành lại xuất hiện rất nhiều gia tộc nhỏ cho rằng mình rất lợi hại, nhà họ Lam chính là một trong số đó. Bạch Tiểu Lỗi suy nghĩ một chút, lại nói, còn về chuyện vệ sĩ của Lam Thiên Thành, chắc là do nhà họ Cố cung cấp. Nói đến chuyện đó, bây giờ vị trí nhà họ Cố cũng có chút cao. Chương 1907, Mỹ nữ tụ họp. Bọn hắn đang làm gì vậy? Ta nhớ là Sương nha đầu đã để cho bọn hắn tìm thêm vợ sinh nhiều con mà. Hạ Thiên nói. Đúng là bọn hắn đã tìm được không ít nữ nhân và sinh rất nhiều con. Nhưng rõ ràng là bọn hắn không muốn chờ đến tận 20 hay 30 năm nữa mới chính thức phát triển gia tộc. Vì vậy, bọn hắn đã nuôi dưỡng đủ loại cao thủ trong những năm qua. Bọn hắn mở một công ty có tên là Bảo vệ nhà họ Cố. Bạch Tiểu Lỗi nói lại tình huống sơ lược một lần, trước mắt ở kinh thành này, Bảo vệ nhà họ Cố vẫn có một chút ảnh hưởng. Mặc dù vệ sĩ rất đắt, nhưng năng lực thật sự rất mạnh. Bạch Tiểu Lỗi im lặng một chút, lại nói thêm, năng lực của vệ sĩ bọn hắn rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với vệ sĩ bình thường. Đúng là mạnh hơn người thường rất nhiều. Hạ Thiên thuận miệng nói, nhưng hắn lại không giải thích cho Bạch Tiểu Lỗi hiểu. Tuy nhiên, ngay cả Y Tiểu Âm cũng biết về nguyên nhân đó, bởi vì lúc trước ở trên người hai tên vệ sĩ của Lam Thiên Thành có chút khí tức của người tu tiên. Cho dù nghiêm túc mà nói, bọn hắn cũng không phải là người tu tiên chân chính. Nhưng rất rõ ràng, bọn hắn đang tu luyện theo cách của người tu tiên. Mà điều đấy tất nhiên sẽ dẫn đến việc năng lực của bọn hắn mạnh hơn người bình thường không ít, dù sao thì người tu tiên cấp thấp nhất cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Ngươi không quan tâm tới chuyện kia một chút nào sao? Y Tiểu Âm hơi nhíu mày nhìn Hạ Thiên, nhà họ Cố tùy tiện bồi dưỡng người tu tiên như thế chắc chắn không phải là chuyện tốt. Mặc dù những người đó không có khả năng trở thành người tu tiên chân chính cho dù có được bồi dưỡng như thế nào đi nữa, nhưng nếu có quá nhiều người vượt qua năng lực của người thường thì cũng có thể gây ra rất nhiều hỗn loạn. Vợ Y Y, không sao đâu, bọn hắn rất khó có thể trở nên lợi hại. Hơn nữa, những người như vậy không chỉ có một nhà. Hạ Thiên nói, hình như Sương nha đầu đã nói với ta chuyện đấy, chắc là bọn hắn đã từng nói qua với Sương nha đầu. Lúc đó ta cảm thấy nó quan không trọng nên bảo nàng không cần để ý, cứ thuận theo tự nhiên là được. Y Tiểu Âm hơi cau mày, nàng cảm thấy chính là vì Hạ Thiên làm biếng cho nên mới lười quản. Nhưng, thật ra nàng cũng biết Hạ Thiên không có nói sai, người như kia thực sự không chỉ nhà họ Cố mới có,
khỏi cần phải nói, trước kia cũng không biết nhà họ Tống đã bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ như vậy. Còn nhà họ Triệu, bây giờ hơn phân nửa đều là những người như vậy. Suy nghĩ lại một chút, hiện tại tổ chức diệt thần không rõ lai lịch kia hình như cũng đang bồi dưỡng mấy người như thế, từ góc độ nào đó mà nói, xem ra nhà họ Cố có một số người như thế cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao, nói cho cùng thì Hạ Thiên vẫn có thể điều động những người đó, coi họ như là người của bọn hắn. Hơn nữa, mấu chốt là những người kia đều ở bên ngoài ánh sáng, tất cả đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Ngược lại, những người của tổ chức diệt thần đang ẩn mình trong bóng tối mới chính là rắc rối thực sự. Vợ y y, cho dù chúng ta muốn xen vào cũng phải đợi đám người xương nha đầu trở lại rồi mới nói được. Bây giờ, hắn lại nói thêm một câu, hắn vẫn luôn không có hứng thú quan tâm tới những chuyện đấy. Người biết khi nào các nàng trở về sao? Y Tiểu Âm tức giận hỏi ngược lại. Đúng vậy, ta cũng không biết. Hạ Thiên lập tức buồn bực, ta còn thực sự có chút nhớ xương nha đầu đó. Nàng ấy nghe lời hơn nhiều vợ y y và cửu nha đầu, thân hình của nàng ấy cũng đẹp hơn cửu nha đầu nữa. Hạ Thiên bắt đầu nhớ về xương nha đầu ngoan ngoãn nghe lời với dáng người khá đẹp đó. Nghĩ như vậy làm cho hắn lại nhớ tới nha đầu điên, hắn nhớ đến cô gái điên rồ, sau đó bắt đầu nhớ tới những cô vợ kia, hắn cũng bắt đầu nghĩ đến muội muội chân dài. Muội muội chân dài, chắc chắn các nàng cũng đang nghĩ đến ta đúng không? Hạ Thiên lẩm bẩm một mình. Nhìn thấy Hạ Thiên lại rơi vào trạng thái nhớ về các cô vợ một lần nữa, không hiểu sao trong lòng Y Tiểu Âm lại tức giận, nhưng nàng không thèm nói gì cả. Mà điều mà Hạ Thiên không thể ngờ đến là ngay lúc này, ở Tiên Vân Đại Lục, những người vợ kia của hắn cũng đang thực sự nghĩ về hắn. Hiện tại, ở Vân Tiên Đại Lục, trên đảo Thần Tiên, hàng chục mỹ nữ tuyệt đẹp đang tụ tập với nhau, Nguyệt Thanh Nhã, Cơ Thanh Ảnh, Dạ Ngọc Mị và Lãnh Băng Băng đang chờ tất cả mọi người đến. Thanh Nhã, mọi người đều đến đông đủ rồi, người nói đi. Cơ Thanh Ảnh mở miệng nói. Nguyệt Thanh Nhã gật đầu, sau đó giọng nói nhẹ nhàng động lòng người của nàng vang lên. Chúng ta gọi mọi người đến đây vì có một số việc cần sắp xếp lại một chút. Các ngươi đều biết rõ tại sao chúng ta chuyển đảo Thần Tiên đến đây. Đó là vì Thanh Ảnh đã phát hiện ra một vài điều liên quan đến chuyện nghịch thiên bát châm ở nơi đây. Chúng ta cần phải giúp Hạ Thiên tu luyện thành công nghịch thiên đệ bát châm, nhưng bây giờ... tình hình đã xuất hiện một chút thay đổi rồi. Nguyệt tỷ, có chuyện gì vậy? Liễu Mộng có một chút lo lắng, có phải tên lưu manh ở bên kia không luyện công cho tốt, lại đi khắp nơi tìm vợ nhỏ rồi không? Mộng Mộng, người đừng lo lắng, trước mắt ta cũng không biết rõ lắm tình hình của tên háo sắc kia. Nhưng bây giờ, điều mấu chốt chính là chúng ta đã gặp phải một chút rắc rối. Thực ra trước đó ta vẫn luôn nghi ngờ, ngoài địa cầu và Tiên Vân Đại Lục của chúng ta, có phải còn tồn tại một thế giới khác hay không? Bây giờ, chúng ta đã xác định, đúng là có thế giới khác tồn tại, hơn nữa còn có một liên minh tu tiên rất lớn mạnh kiểm soát tất cả mọi thứ. Nguyệt Thanh Nhã bắt đầu kể lại tình huống liên quan đến liên minh tu tiên. Gần 10 phút sau, Nguyệt Thanh Nhã đã nói rõ đại khái về nguồn gốc của liên minh tu tiên, sau đó nàng tiếp tục bổ sung, theo điều tra của Thanh Ảnh trong những ngày qua thì liên minh tu tiên rất lớn mạnh, nhưng chúng ta không nhất thiết phải sợ bọn hắn, chỉ là chúng ta cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng trước. Nguyệt Thanh Nhã ngừng một chút, lại nhìn về phía Cơ Thanh Ảnh nói, Thanh Ảnh, người nói một chút về kế hoạch cụ thể đi. Chương 1908, cử người trở lại bên cạnh hắn. Ở mỗi thế giới, liên minh tu tiên đều có nhân viên quản lý thường trú. Ở Tiên Vân Đại Lục, có một môn phái tu tiên bí ẩn âm thầm phụ trách quản lý nơi này. Tuy nhiên, bây giờ môn phái tu tiên đó tương đối yếu. Ta đã khống chế môn phái đó. Mà chúng ta đều đã giải quyết hết người do liên minh tu tiên phái tới rồi, tạm thời mà nói, chúng ta đang khá an toàn. Cơ Thanh Ảnh không chút hoang mang nói, nhưng chúng ta phải chuẩn bị thật tốt để trở thành kẻ thù của toàn bộ liên minh tu tiên. Cơ Thanh Ảnh chậm rãi liếc nhìn mọi người, có thể xác định người mạnh nhất của liên minh tu tiên chính là người tu tiên ở độ kiếp kỳ, nhưng bọn hắn đều là người từng thân kinh bách chiến, hơn nữa còn từ tu luyện trong nhiều năm rồi mới đột phá được tới trình độ đó. Nếu như chúng ta gặp phải cao thủ như độ kiếp kỳ, ngoại trừ ta và Thanh Nhã ra, thì có Dạ Ngọc Mị, còn hầu hết các ngươi đều không phải là đối thủ của bọn hắn. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Liễu Mộng có chút nóng vội hỏi. Biện pháp thật ra rất đơn giản, mỗi người các ngươi cần phải thực sự tham gia vào cuộc chiến. Khuôn mặt xinh đẹp của Cơ Thanh Ảnh bắt đầu trở nên nghiêm túc, mỗi người các ngươi cần phải từ bỏ cách sống vốn có ở thế giới kia. Các ngươi phải bắt đầu hòa nhập vào Tiên Vân Đại Lục. Bắt đầu một trận chiến thực sự. Từ giờ trở đi,
các ngươi cần phải để bản thân thực sự bước vào thế giới của người tu tiên. Ta và Thanh Ảnh sẽ tiến hành một số sắp xếp thích hợp. Mọi người sẽ bắt đầu lần lượt rời khỏi đảo thần tiên, đi đến nhiều nơi, trải qua nhiều thử thách nguy hiểm khác nhau. Bây giờ, Nguyệt Thanh Nhã nói tiếp, ta biết lúc mới bắt đầu các ngươi sẽ không thích ứng kịp, nhưng chuyện đó có liên quan đến sự sống còn của chúng ta. Nguyệt tỷ, không vấn đề gì, ta thích nhất là đánh nhau. Đối với chuyện kia, Liễu Mộng lại rất vui vẻ. Dù sao thì ở đây cũng không có máy tính để chơi, đánh nhau cũng rất tốt. Tiểu Yêu Tinh lầm bầm một câu. Nguyệt tỷ, mặc dù ta vẫn luôn không thích những chuyện chém giết đấy, nhưng đây là vì chúng ta, vì phu quân, ta sẽ cố gắng làm. Lúc này, Kiều Tiểu Kiều cũng bày tỏ thái độ. Những người khác cũng lần lượt biểu thị không có vấn đề gì, giống như Ngải Vi Nhi và Isabella, thậm chí còn cao hứng hơn. Đây là biện pháp đối phó đầu tiên của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn phải làm một việc nữa, đó chính là chúng ta phải đánh vào liên minh tu tiên. Ta muốn sắp xếp hai người trong số chúng ta đi vào trong môn phái bí ẩn kia, vào lúc thích hợp có thể tiến vào liên minh tu tiên. Cơ Thanh Ảnh lại nói, bởi vì về bản chất đây là làm gián điệp, Mỹ Nhi và Mộc Hàm, hai người các ngươi đều có kinh nghiệm, cho nên ta hy vọng hai người sẽ đi. Được, Mỹ Nhi rất thẳng thắn đồng ý. Ta không có vấn đề gì, Mộc Hàm cũng đồng ý. Bây giờ còn có một việc cuối cùng. Bây giờ, Nguyệt Thanh Nhã lại mở miệng nói, chúng ta cần người quay về, trở lại bên cạnh tên tiểu lưu manh kia. Một mặt là bảo vệ hắn, mặt khác, phải thúc giục hắn tu luyện nghịch thiên đệ bát châm. Nghe nói như vậy, sắc mặt của một đám mỹ nữ đều trở nên kích động. Qua, Nguyệt tỷ, ta muốn trở lại bên cạnh tiểu lưu manh, ta nhớ hắn lắm rồi. Liễu Mộng lập tức nói. Lãnh Băng Băng mở miệng định nói nhưng vẫn nhìn không nói ra. Những người khác dường như cũng muốn nói điều gì đó, nhưng bây giờ, Nguyệt Thanh Nhã lên tiếng, được rồi, ta biết tất cả mọi người đều muốn quay trở về, nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi, trong các ngươi ai có thể quản lý được hắn? Ta và Thanh Nhã đều không thể trở về. Chúng ta cần phải trấn thủ ở chỗ này, các ngươi có thể trở về, nhưng không phải là trở về bên hắn, mà là phải bảo đảm hắn nhanh chóng tu luyện thành công nghịch thiên đệ bát châm. Cơ Thanh Ảnh cũng nói đơn giản, trong các ngươi ai có thể khiến hắn nghe lời mà không phải là chưa mở miệng đã bị hắn cởi sạch quần áo rồi ôm lên giường. Băng Băng tỷ, hay là ngươi trở về đi. Kiều Tiểu Kiều quay đầu lại nhìn Lãnh Băng Băng, trước đây, hình như chỉ có ngươi mới có thể trị được hắn. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Lãnh Băng Băng khá thích hợp. Tôn Hình Hình ở bên cạnh hùa theo, nàng biết mình hoàn toàn không quản nổi Hạ Thiên. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Lãnh Băng Băng, hầu hết mọi người đều cảm thấy nàng rất phù hợp, nhưng nàng lại lắc đầu, không được, hắn vừa thấy ta chính là. Khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Băng Băng ửng đỏ, trước khi phu quân đắc thủ, hắn rất nghe lời nàng, nhưng sau này hắn hoàn toàn không nghe lời nữa, hơi một tí là khiến cho nàng không có cách nào làm việc. Do dự một lúc, Lãnh Băng Băng lại nói, nếu Nguyệt tỷ không thể trở về, vậy thật sự chỉ có một người có thể quản được hắn. Mặc dù, Lãnh Băng Băng không nói đó là ai, nhưng mọi người phát hiện ra ánh mắt của nàng đang nhìn tới một hướng, sau đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dạ Ngọc Mị. Tiểu Mị, ta nghĩ là ngươi nên quay về đi, có người bảo vệ hắn, mọi người cũng yên tâm. Hơn nữa, bây giờ thật sự chỉ có ngươi mới có thể quản lý được hắn. Nguyệt Thanh Nhã cũng nhìn Dạ Ngọc Mị, thực ra, ngay cả ta cũng không có cách nào quản hắn, mà ngoài ngươi ra cũng không có cách nào cả. Mị A Di trở về đúng là thích hợp nhất nhưng ta đề nghị Mị A Di cũng nên đưa theo một người trở lại. Lúc này, Tống Ngọc Mị ở bên cạnh mở miệng nói. Chương 1909, chạy về Giang Hải. Có lẽ biết mọi người sẽ hiểu lầm, Tống Ngọc Mị lập tức nói bổ sung, ta không phải bảo Mị Di mang ta trở về, mà để nàng mang Vũ Cơ trở về. Vì sao mang đại tỷ trở về? Tại sao lại không mang ta về? Tiểu Yêu Tinh gào to một câu, ta là một hacker, ở đây hoàn toàn không thể phát huy được sở trường của mình, đại tỷ ở bên này cũng có thể làm ngôi sao ca nhạc mà. Ta không biết tình huống hiện tại bên kia như thế nào, nhưng Vũ Cơ trở về có thể làm nhà họ Triệu yên tâm, cũng sẽ không xuất hiện hỗn loạn không cần thiết. Nếu Mị Di trở về mà bên nhà họ Triệu không có ai, làm không khéo sẽ có người lo lắng. Tống Ngọc Mị nói ra nguyên nhân. Đương nhiên, trên lý luận thì Yêu Yêu cũng có thể trở về, chỉ là ta cảm thấy Vũ Cơ trở về sẽ thích hợp hơn. Nè, ngươi đang xem thường ta đó. Tiểu Yêu Tinh không phục. Không phải xem thường ngươi, chỉ là ngươi tương đối ham chơi, có trở về thì hơn phân nửa thời gian cũng là chơi. Nhưng Vũ Cơ thì không, nàng ấy trở về không những có thể ổn định người nhà họ Triệu,
còn có thể chân chính trợ giúp cho phu quân. Tống Ngọc Mị ăn ngay nói thật. Nếu như Nguyệt tỷ đồng ý thì ta đương nhiên nguyện ý trở về. Lúc này, Triệu Vũ Cơ lên tiếng. Tiểu Mị, người cảm thấy thế nào? Nguyệt Thanh Nhã nhìn về phía Dạ Ngọc Mị, chuyện đó hiển nhiên còn muốn nghe ý kiến của nàng. Ta thì không có vấn đề gì. Dạ Ngọc Mị bày ra dáng vẻ lạnh nhạt. Được, cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Mị và Vũ Cơ sẽ trở về, chúng ta sẽ an bài một chút, tận lực làm các ngươi trở về không gây ra động tĩnh gì, không kinh động đến liên minh tu tiên. Nguyệt Thanh Nhã gật đầu, bây giờ các ngươi đi về nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta bắt đầu chính thức thi hành kế hoạch. Hiện tại thì Hạ Thiên, người đang ở một thế giới khác, hiển nhiên không biết kế hoạch bên Tiên Vân Đại Lục, nếu không hắn nhất định sẽ kích động đến ngủ không yên. Bây giờ Hạ Thiên cũng ngủ không được, không phải vì kích động, mà vì nhàm chán. Hiện tại, Hạ Thiên đã rời khỏi quán ba thiên sứ, dù sao hắn cũng không có hứng thú gì với những thiên sứ trong đó, mà hắn cũng đã bỏ rơi được một người vướng víu. Với hắn mà nói thì tiểu sư muội chính là một cái đuôi, bây giờ thì gánh nặng đó đã được giao cho Bạch Tiểu Lỗi phụ trách. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất nhàm chán, vì mặc dù hắn dẫn Y Tiểu Âm mướn một phòng trong khách sạn lớn thì cũng không có tác dụng gì. Nàng không có chút ý tứ chơi với hắn, cứ mải mê xem điện thoại. Vợ Y Y à, nàng còn chưa ngủ sao? Hạ Thiên lại không cam lòng hỏi thăm một lần nữa. Y Tiểu Âm không hề có phản ứng. Vợ Y Y, vậy ta ngủ trước đây. Hạ Thiên lại lên tiếng. Nàng vẫn không có phản ứng. Vợ Y Y à, ở đây quá nhàm chán, ta trở về Giang Hải nha. Hạ Thiên có chút buồn bực. Nhưng Y Tiểu Âm vẫn không dao động. Thế là hắn nhảy ra khỏi cửa sổ. Hắn không phải nói chơi, hắn thật sự quay về Giang Hải. Mười mấy năm trước, hắn có đoạn thời gian rất thích kinh thành, dù sao thì ở kinh thành có Mộc Hàm, còn có Mị Nhi, vợ Mị Mị rất ngoan, còn có vợ Đại Yêu Tinh cũng rất tốt. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy kinh thành thực sự không thích hợp với bản thân. Các cô vợ đều không có ở đây, vợ Y Y hoàn toàn không muốn chơi với hắn, vợ như vậy chẳng khác gì không có. Mà mỹ nữ đồ đệ Triệu Thanh Thanh vốn dĩ rất nghe lời bây giờ cũng không biết đang bận cái gì, không có thời gian chơi với hắn, nghĩ như vậy nên quyết định trở về Giang Hải sẽ tốt hơn. Ít nhất Giang Hải còn có vợ tiểu Y Y nghe lời hắn, mặt khác, mặc dù bối nha đầu không quá nghe lời, nhưng cũng ngoan hơn vợ Y Y nhiều lắm. Hình như dáng người cũng tốt. Đối với hắn, bây giờ từ kinh thành trở lại Giang Hải cũng chỉ là chuyện trong chốc lát, không khác gì người bình thường đón xe đi tới một nơi trong thành phố. Nếu phải nói khác nhau ở đâu thì chính là hắn có thể tới nơi nhanh hơn. Thời điểm hắn trở lại thành phố Giang Hải cũng chưa tính là muộn lắm, chỉ mới hơn 10 giờ tối. Hắn vốn dĩ dự định đi tìm Lam Y Nhân, nhưng lại cố tình nhớ tới Tô Bối Bối tới, thế là hắn lấy điện thoại gọi cho nàng ấy. Tên biến thái chết tiệt, đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho ta làm gì? Tô Bối Bối lập tức tiếp điện thoại, lại không vui nói, bây giờ ta đang rất nhàm chán, ngươi đừng tới phiền ta. Bối nha đầu, ngươi đang rất nhàm chán à? Vậy thì tốt quá, đúng lúc ta cũng đang nhàm chán đây, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Hạ Thiên lập tức vui vẻ trở lại, có bối nha đầu chơi với hắn thì sẽ không còn tẻ nhạt nữa. Ta có thể ở nơi nào nữa? Đương nhiên là ở nhà rồi. Tô Bối Bối thở phì phò nói, tất cả đều là do tên háo sắc nhà ngươi tìm phiền toái nhiều như vậy, làm hại bây giờ ta phải bảo vệ chị dâu tương lai. Ngươi không biết làm vệ sĩ cho người khác rất nhàm chán sao? Không sao, ta tới đó thì ngươi sẽ không chán nữa, đợi ta một chút, ta tới ngay. Hạ Thiên lập tức cúp điện thoại, tiếp đó chạy về phía nhà họ Tô. Mà bây giờ, Tô Bối Bối đúng là rất nhàm chán. Hiện tại, không tính là muộn, lúc này chị dâu tương lai Hứa Như của nàng vẫn chưa ngủ. Hiện giờ, Hứa Như ở nhà họ Tô, Tô Tiểu Sán cho nàng một tòa biệt thự riêng biệt, Hứa Như và con gái Hứa Na Na của nàng đều ở chỗ này. Thật ra hiện tại Tô Tiểu Sán cũng ở đây. Lúc này, Tô Tiểu Sán và Hứa Như đang tiếp tục thương lượng các chi tiết trong hôn lễ, mà Tô Bối Bối thì ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chơi điện thoại. Kể từ đoạn thời gian trước, Tô Bối Bối bay đi du lịch khắp nơi, nàng cảm thấy thế giới bên ngoài thật sự chơi quá vui, mà bây giờ nàng chỉ có thể nằm trên ghế salon nghịch điện thoại, thật sự là cực kỳ nhàm chán, nếu như có thể thì nàng còn muốn bay ra ngoài một vòng. Chương 1910 Hack hết nick của bọn chúng. Ngu ngốc, người có biết chơi không vậy, không biết thì nạp tiền vào. Người vừa không biết chơi vừa không nạp tiền thì sao có thể mạnh hơn được. Lúc ấy, Tô Bối Bối đột nhiên mắng to. Đúng vậy, nàng đang chơi game,
tiếp đó bị đồng đội hố, hiện tại đang mắng đám đồng đội kia. Bối bối à, dù gì thì ngươi cũng là đại tiểu thư nhà họ Tô, có thể thục nữ một chút được không hả? Tô Tiểu Sán nhìn không được mở miệng nhắc nhở. Tại sao ta phải thục nữ chứ? Ta xinh đẹp như vậy, không cần lo lắng không gả đi được. Tô bối bối hử nhẹ một tiếng, coi như không ai muốn ta thì vẫn còn có tên biến thái Hạ Thiên kia muốn ta đấy, ta mới không cần giả vờ làm thục nữ gì đó. Tô Tiểu Sán lập tức không phản bác được, bởi vì em gái hắn nói rất có đạo lý. Bối bối, thời gian không còn sớm nữa, hay ngươi về nghỉ ngơi trước đi, không cần vẫn luôn ở bên cạnh ta như vậy đâu. Lúc này, Hứa Như lên tiếng khuyên bảo. Không sao, dù gì ta có về phòng cũng sẽ rất nhàm chán. Tô bối bối thuận miệng nói, hơn nữa tên háo sắc Hạ Thiên kia sẽ lập tức tới đây, còn lâu ta mới để hắn bước vào phòng mình. Nè, tên lưu manh chết tiệt kia, ngươi mau thả ta ra. Tô bối bối không vui kêu to, Hạ Thiên đến còn nhanh hơn nàng dự đoán, hơn nữa vừa đến đã bế nàng lên. Bối nha đầu, ngươi đang chơi cái gì vậy? Hạ Thiên đương nhiên sẽ không buông Tô bối bối, hắn đặt đối phương ngồi lên đùi mình, hai tay ôm eo, sau đó nhìn điện thoại di động của nàng, có chút tò mò hỏi. Đương nhiên là chơi game rồi, vừa nghe là biết ngay ngươi chưa từng chơi cái này bao giờ. Tô bối bối hử nhẹ một tiếng, cho nên ta nói tên lưu manh chết tiệt nhà ngươi không có tác dụng gì cả, có cho ngươi chơi cũng không biết đi như thế nào. Bối nha đầu, chúng ta có thể chơi trò khác nha. Hạ Thiên không có hứng thú với game, mà hắn thật sự cũng không biết chơi. Hắn không có hứng thú đặc biệt gì với đồ vật như điện thoại hay máy tính, trước kia hắn chỉ biết chơi trò đấu địa chủ mà thôi. Không chơi, ta thích chơi game điện thoại. Tô bối bối yêu kiều hừ một tiếng, nàng mới không mắc mưu đâu. Tô bối bối tiếp tục chơi game, mặc dù lúc đầu nàng có vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng bây giờ đã rất tự nhiên ngồi trên đùi hắn, đương nhiên, cũng có lẽ là do nàng chơi quá tập trung. Cái tên ngu ngốc kia, lại gài bẫy bản tiểu thư. Tô bối bối rất nhanh lại mở miệng mắng chửi người, thằng ngu nhà ngươi không biết chơi thì đừng chơi. Ai, Hạ Thiên đáng chết, ngươi mau bảo người hack nick tên ngu ngốc đó đi. Bối nha đầu, ngươi muốn hack ai? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Chính là tên đồng đội ngu ngốc này. Tô bối bối hồi đáp. Được rồi, Hạ Thiên thật sự gửi tin tức cho bé ngoan. Mấy phút sau, Tô bối bối lại kêu to, ê, cái tên ngu ngốc kia, ngươi đừng rớt mạng chứ. Tại sao lại rớt mạng hết rồi? Một đám chỉ biết hố ta. 10 phút sau, Tô bối bối phản ứng lại, đột nhiên quay đầu trừng Hạ Thiên, nè, đây là chuyện gì? Tại sao tất cả đồng đội của ta đều rớt mạng hết vậy? Bối nha đầu, chính ngươi đã bảo ta hách toàn bộ điện thoại di động của bọn hắn nha. Hạ Thiên nói với vẻ mặt vô tội, ta bảo bé ngoan hách hết toàn bộ đồng đội của ngươi, cho nên bọn hắn đương nhiên là rớt mạng rồi. Hạ Thiên đáng chết, ngươi cũng là đồ đần. Tô bối bối lập tức nổi giận. Bối nha đầu, mắng lung tung là không đúng. Hạ Thiên có chút không vui. Ta cứ mắng ngươi đấy. Vốn dĩ ngươi đã kém thông minh rồi, cái tên siêu cấp đại ngu ngốc này. Tô bối bối không nói được nữa, bởi vì miệng nàng đã bị ngăn chặn. 1 phút sau. Tên háo sắc chết tiệt, ngươi lại phi lễ ta. Tô bối bối muốn phát điên. Tô Tiểu Sán và Hứa Như ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt cổ quái. Hai người Hạ Thiên và Tô bối bối ngồi ở đó làm càn, có vẻ hoàn toàn coi bọn hắn như không khí. Nè, tên lưu manh đáng chết, tay đừng có sờ loạn. Một lát sau, Tô bối bối lại bất mãn kêu to. Bối nha đầu, chúng ta chuyển sang nơi khác chơi đi. Hạ Thiên ôm dáng người có chút không hợp lẽ thường của Tô bối bối, hắn bắt đầu có chút không khống chế nổi, rất muốn lập tức chuyển sang nơi khác chơi đùa với bối nha đầu thật tốt. Không đổi, đêm nay ta chỉ muốn ở đây chơi. Tô bối bối hử nhẹ một tiếng, suy nghĩ một chút, nàng không chơi game nữa mà bắt đầu xem phim, hơn nữa là phim truyền hình tình yêu vô cùng nhàm chán. Không phải sao, xem chưa đến 5 phút thì Hạ Thiên đã có chút không chịu nổi. Bối nha đầu, người đổi kênh khác xem đi. Hắn không nhịn được đề nghị một cái. Được, Tô bối bối thật sự đổi kênh, nhưng nội dung vẫn là phim tình yêu, có điều lần này là hai nam nhân yêu nhau. Hắn bắt đầu có dấu hiệu nổi điên. Bối nha đầu nhất định là cố ý. Mặc dù, Hạ Thiên rất muốn đè Tô bối bối ra đánh đòn một trận, nhưng cuối cùng hắn lại có chút không nỡ đánh, thế là hắn quyết định không chơi với nàng nữa. Bối nha đầu, người cứ từ từ xem đi, ta đi tìm vợ tiểu y y chơi. Hạ Thiên thả Tô bối bối ra, sau đó biến mất. Một cô vợ biết nghe lời mới là vợ ngoan, Hạ Thiên lẩm bẩm ở trong lòng,
sau đó đi đến cao ốc thần y, nhưng rất nhanh Hạ Thiên lại buồn bực phát hiện, vợ tiểu y y không có ở trên giường. Chương 1911, Triệu Vũ Cơ trở về. Hạ Thiên gọi điện thoại cho Lam Y Nhân thì biết được nàng đang ăn khuya với cô bạn Vương Tuệ Tuệ của mình. Mặc dù Lam Y Nhân đã bảo Hạ Thiên đi qua, nhưng hắn không có hứng thú gì đối với ăn khuya, mấu chốt là, mặc dù hắn nguyện ý ở bên cạnh vợ mình, nhưng lại không thích gặp bạn bè của vợ. Chồng, nếu anh không muốn đến thì ở đó chờ ta, 1-2 giờ sau ta sẽ trở về. Lam Y Nhân dịu dàng nói. Tốt thôi, vợ tiểu y y, nàng nhớ về sớm một chút. Hạ Thiên cảm giác đêm nay không quá thuận lợi, hắn lười đi ra ngoài lần nữa, cho nên nằm lên giường, tiếp theo ngủ mất. Một tiếng sau thì Lam Y Nhân trở về, mà Hạ Thiên cũng tự nhiên tỉnh lại. Thế là từ nửa đêm cho đến sáng, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái tỉnh táo. Xét từ một loại ý nghĩa nào đó thì cũng không phải là đặc biệt thanh tỉnh, bây giờ, Hạ Thiên vẫn đang ở trong một loại trạng thái tương đối mê loạn. Mà buổi tối hôm đó, ở Kinh Thành, Y Tiểu Âm lại có được một giấc ngủ ngon quý báu. Nhưng khi tỉnh lại lúc sáng sớm, nàng cảm giác có chút là lạ. Y Tiểu Âm gần như theo bản năng nhảy vọt ra khỏi giường, sau đó nàng phát hiện trong phòng có thêm một người nữa. Đó là một nữ nhân rất xinh đẹp, bất luận là dung nhan hay dáng người thì đều không hề kém cạnh nàng, trên thực tế, cho dù là danh tiếng thì nàng ấy cũng không thua nàng. Triệu Vũ Cơ, người từng được gọi là một trong bốn đóa hoa xinh đẹp của Kinh Thành, mười mấy năm qua, nàng vẫn là vị thiên hậu xinh đẹp phi phàm của làng hoa ngữ, cho dù mấy năm nay, nàng đang ở loại trạng thái gần như nửa về hưu, nhưng nàng vẫn là thiên hậu của giới ca hát hoa ngữ. Nhưng Y Tiểu Âm rất rõ. Đối với Triệu Vũ Cơ mà nói thì cái gọi là thiên hậu hoa ngữ chỉ là thân phận bình thường nhất của nàng mà thôi. Thân phận thật sự của nàng càng hiển hách hơn nữa, nàng là đại tiểu thư nhà họ Triệu, còn là đại yêu tinh rất được Hạ Thiên sủng ái. Y Tiểu Âm tin tưởng, nếu so sánh với thân phận siêu sao ca nhạc thì Triệu Vũ Cơ sẽ để ý tới hai thân phận phía sau hơn, đặc biệt là cái cuối cùng kia. Nhưng điều khiến cho nàng nghĩ không ra là, chẳng phải Triệu Vũ Cơ đã đi tới một thế giới khác rồi sao? Sao nàng ấy lại trở về rồi? Triệu đại tiểu thư, đã lâu không gặp, Y Tiểu Âm lên tiếng chào hỏi. Đúng là đã rất lâu rồi không gặp, Triệu Vũ Cơ cười nhạt một tiếng, ta nói thẳng, chúng ta muốn hỏi một chút tình huống hiện tại về chồng. Hắn không có ở, Y Tiểu Âm nói đến đây, đột nhiên ý thức được có gì đó không thích hợp, chúng ta. Ngoại trừ ngươi còn có. Mới nói tới đây, Y Tiểu Âm đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi lạnh, nàng lập tức quay người lại. Sau đó phát hiện trong phòng vẫn còn một nữ nhân khác, một nữ nhân mà bất luận dáng người hay dung nhan đều khiến nàng có chút tự ti mặc cảm. Dạ Ngọc Mị, ta biết hiện giờ hắn không có ở đây, chúng ta cần biết trong khoảng thời gian qua hắn đã làm những gì. Giọng nói lạnh lùng của Dạ Ngọc Mị vang lên. Thái độ bề trên của Dạ Ngọc Mị khiến Y Tiểu Âm mơ hồ có chút không thoải mái, nhưng nàng vẫn nhanh chóng kể hết đại khái những việc mà Hạ Thiên làm trong khoảng thời gian này. Chính xác mà nói là nàng đã kể tất cả tình huống mà mình biết, từ Ninh Nhụy Nhụy cho đến Lam Y Nhân, Triệu Thanh Thanh, Tô Bối Bối, thậm chí là A Cửu, mà những chuyện liên quan tới tổ chức diệt thần và liên minh tu tiên thì nàng cũng nói toàn bộ không một chút giấu giếm. Y Tiểu Âm rất rõ ràng, những chuyện kia hoàn toàn không cần thiết giấu, cho dù bây giờ nàng không nói thì Dạ Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ cũng rất nhanh có thể biết tường tận, đến nỗi tại sao các nàng lại tới đây hỏi nàng mà không phải là Hạ Thiên thì nàng lười suy nghĩ. Trên thực tế, Y Tiểu Âm vẫn rất vui mừng khi nhìn thấy Dạ Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ, bởi vì sự xuất hiện của hai người đó mang ý nghĩa là nàng có thể giải thoát. Nàng có thể dự đoán, những ngày tiếp theo, Hạ Thiên chắc chắn sẽ biến mất khỏi thế giới của nàng, bởi vì nàng đã sớm nghe nói qua, người hiện giờ hắn mê luyến nhất chính là Dạ Ngọc Mị. Mà cho dù là nữ nhân thì Y Tiểu Âm vẫn có thể lý giải tại sao Hạ Thiên lại yêu thích Dạ Ngọc Mị như vậy, từ gương mặt cho tới dáng người của nàng ấy. Còn có hương vị mỹ nhân lạnh lùng phát ra từ trong xương cốt đủ để cho bất kỳ nam nhân nào dâng lên dục vọng chinh phục vô tận. Quả nhiên là chồng vẫn không chịu làm việc đàng hoàng. Triệu Vũ Cơ nhìn về phía Dạ Ngọc Mị, Mị tỷ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nếu chúng ta cứ vậy mà đi gặp hắn, ta sợ hắn sẽ càng không chịu làm chính sự. Ngươi ở lại kinh thành, đừng cho ai biết ngươi đã trở về. Dạ Ngọc Mị có quyết định trong nháy mắt, ta đi tìm hắn, khuyên bảo hắn chuyên tâm làm chính sự. Nói xong câu đó thì Dạ Ngọc Mị đã biến mất, trong phòng chỉ còn lại Triệu Vũ Cơ và Y Tiểu Âm. Không được nói với bất kỳ ai ngươi đã gặp ta, Triệu Vũ Cơ nhìn Y Tiểu Âm rồi nhàn nhạt nói một câu, tiếp theo cũng biến mất.
Y Tiểu Âm ngồi trên giường, một lúc lâu sau không nói gì. Hiện giờ, ở Giang Hải, trong phòng ngủ tầng cao nhất cao ốc thần y, làm y nhân bị lăn lộn một buổi tối cuối cùng đã tìm được lý do đói bụng bảo Hạ Thiên chạy đi mua bữa sáng, mà chờ tới khi hắn đưa bữa sáng trở lại thì phát hiện làm y nhân đã ngủ. Là một nam nhân tốt thương yêu vợ, Hạ Thiên đương nhiên sẽ không gọi làm y nhân tỉnh lại, mà hắn đã bắt đầu cân nhắc, bây giờ mình nên ngủ cùng với vợ tiểu y y hay trở về kinh thành đi tìm vợ y y đây. Hoặc đi tìm bối nha đầu chơi. Đúng lúc này, một sợi dây lụa màu đen đột nhiên bay vào từ ngoài cửa sổ rồi quấn quanh người hắn, tiếp đó kéo hắn ra bên ngoài. Chương 1912. Chẳng lẽ là nằm mơ? À, chẳng lẽ là ta đã ngủ thiếp đi? Hạ Thiên tự lẩm bẩm, nếu không thì tại sao hắn lại nhìn thấy vợ chân dài chứ? Nhất định là hắn đã ngủ rồi. Hạ Thiên nghĩ như vậy, dạo gần đây đúng là quá nhớ vợ chân dài, mơ thấy nàng cũng là chuyện bình thường. Nhưng coi như là nằm mơ giữa ban ngày thì cũng không sao, ôm vợ chân dài một cái trước rồi nói sau. Hắn không nói hai lời, lập tức nhào tới ôm Dạ Ngọc Mị trước mặt, sau đó ôm vào khoảng không. Một giây sau, hắn đột nhiên phát hiện cơ thể của mình mất khống chế nhanh chóng bay xuống dưới, nhìn như chẳng khác gì người bình thường nhảy lầu, giây tiếp theo hắn đã đụng phải mặt đất. Mặt đất bị đâm xuyên qua, tạo thành một cái hố, cho dù là người tu tiên thì Hạ Thiên cũng có chút đau. Thế là hắn đã xác định một sự kiện, hắn không có nằm mơ giữa ban ngày. Điều đó khiến Hạ Thiên buồn bực, vợ chân dài quá kỳ cục. Một tháng, Hạ Thiên nhìn Dạ Ngọc Mị đứng trước mặt hắn cách đó không xa, muội muội chân dài, nàng phải ở bên ta một tháng, suốt cả một tháng. Được thôi, Dạ Ngọc Mị đáp ứng rất thẳng thắn, dứt khoát đến mức làm cho Hạ Thiên hoài nghi người trước mắt hắn là muội muội chân dài giả, từ khi nào mà nàng ấy nghe lời như vậy. Muội muội chân dài, ta phải kiểm tra nàng một chút, ta hoài nghi nàng là hàng giả. Hạ Thiên vừa nói vừa vươn tay muốn ôm Dạ Ngọc Mị, nhưng lại ôm vào khoảng không lần nữa. Một giây sau, Hạ Thiên phát hiện mình đã đến đỉnh núi tuyết, cách đó không xa, Dạ Ngọc Mị ngạo nghễ đứng thẳng. Lại một giây sau nữa, thiên kết phú y trên người tự động trượt xuống. Hạ Thiên không chần chờ chút nào, lập tức nhào tới. Một giờ sau, Hạ Thiên muốn điên rồi. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này hắn thực sự là nghĩ tới vợ chân dài đến muốn điên rồi, mà khi nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa lại nghe lời một cách lạ thường làm hắn cảm thấy không quá bình thường, nhưng mà Hạ Thiên vẫn không thèm suy nghĩ nhiều, chỉ muốn hoàn toàn trầm mê trong cơ thể của nàng. Với hắn mà nói, đây chính là sự hưởng thụ mỹ diệu nhất trong khoảng thời gian này. Nhưng loại hưởng thụ cực hạn đó chỉ kéo dài một giờ. Bởi vì vợ chân dài đột nhiên mặc quần áo vào, bao bọc dáng người tốt không tưởng nổi của mình lại. Ta có phải hàng thật không? Dạ Ngọc Mị trừng mắt với Hạ Thiên, trong đôi mắt của nàng luôn là có một tia lạnh lẽo nhàn nhạt, cho dù đã ở cùng với hắn mười mấy năm, nhưng nàng vẫn duy trì một tia lạnh nhạt trong xương cốt. Muội muội chân dài, nàng đương nhiên là thật rồi, mau cởi quần áo đi mà. Hạ Thiên muốn điên rồi, hắn lại dự định tìm ra biện pháp cởi thiên kết phú y trên người nàng một lần nữa, đáng tiếc vẫn giống như trước đây. Mặc kệ hai tay của hắn cố gắng thế nào thì vẫn vô dụng. Hắn đương nhiên biết vợ chân dài trước mắt là hàng thật, thật không thể lại thật hơn nữa, hắn đã sớm vô cùng quen thuộc nàng, nhắm mắt lại cũng có thể biết mỗi một chỗ trên người nàng trông như thế nào, thậm chí biết nơi đó có cảm xúc ra sao. Toàn bộ cảm giác kia sớm đã khắc cốt minh tâm trong tim hắn, thậm chí có thể nói là lạc ấn ở sâu trong linh hồn. Ta sẽ ở cùng chàng một tháng, trong một tháng đó, nếu như chàng vẫn không tìm thấy biện pháp tu luyện nghịch thiên đệ bát châm thì ta sẽ trở lại Tiên Vân Đại Lục. Dạ Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên bằng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của mình, từ hôm nay trở đi, nếu như ban ngày chàng nghiêm túc làm việc thì buổi tối ta sẽ ở bên chàng một giờ. Muội muội chân dài, nàng ở bên ta một ngày trước đi, ngày mai ta sẽ suy nghĩ biện pháp tu luyện nghịch thiên đệ bát châm. Hiện tại Hạ Thiên cảm giác cả người vô cùng khó chịu, cô vợ chân dài này thật sự là quá biết hành hạ người khác. 30 ngày, mỗi ngày 1 giờ, hoặc chàng cũng có thể dùng 30 giờ trong một lần. Dạ Ngọc Mị hừ nhẹ một tiếng. Hạ Thiên xoắn suýt không đến một phút đã nhanh chóng quyết định dùng 30 giờ trong một lần, nếu không thì hắn nhất định sẽ điên mất. Ta biết tên biến thái như chàng sẽ lựa chọn như vậy mà. Dạ Ngọc Mị rất muốn đè ra hỏa đó đánh một trận, nhưng mà một giây sau, thiên kết phú y trên người nàng đã biến mất lần nữa. Mà nàng lại cảm nhận được sự mê luyến và tham lam vô hạn của nam nhân kia đối với nàng. Mà thật ra, nàng cũng thích loại cảm giác đó.
giữa trưa ngày hôm sau, trên đỉnh núi tuyết. Vợ chân dài, mặc dù nàng là cô vợ không ngoan nhất, nhưng trong khoảng thời gian này, ta thật sự rất nhớ nàng. Hạ Thiên ôm vòng eo mềm mại dị thường của Dạ Ngọc Mị, tự lẩm bẩm. Chàng còn không đi làm chính sự sao? Dạ Ngọc Mị tức giận nói. Vợ chân dài, tại sao các nàng nhất định bắt ta tu luyện nghịch thiên đệ bát châm? Chẳng lẽ trước khi các nàng đi qua Tiên Vân Đại Lục thì đã biết việc về liên minh tu tiên? Lúc này Hạ Thiên hỏi lại. Không phải, Dạ Ngọc Mị hồi đáp, nhưng bây giờ chàng không cần biết nguyên nhân kia, chàng chỉ cần biết, nếu như chàng không thể tu luyện nghịch thiên đệ bát châm thành công thì chúng ta sẽ không có cách nào nghịch thiên thành tiên chân chính, mà như vậy chúng ta không nhất định đánh thắng được liên minh tu tiên. Đến lúc đó, nói không chừng cả ta và Tiểu Nhã đều sẽ gặp nguy hiểm. Ta đã biết, Hạ Thiên ngồi dậy trên mặt tuyết, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Dạ Ngọc Mị, muội muội chân dài, ta cần nàng đáp ứng ta một việc. Chương 1913, ở với nàng một tháng. Chàng còn chuyện gì nữa không? Dạ Ngọc Mị tức giận nói, vừa rồi nàng đã ở bên hắn hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, nếu như tên đó lại muốn được một tấc lại tiến thêm một thước, có thể nàng sẽ thực sự không nhịn được muốn đánh hắn một trận. Hạ Thiên nhìn Dạ Ngọc Mị với sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy, nhìn hắn dường như có chút không muốn nhưng cuối cùng vẫn nói ra, muội muội chân dài, nàng vẫn nên trở về Tiên Vân Đại Lục đi. Chàng nói cái gì? Lần đầu tiên khuôn mặt xinh đẹp luôn có chút lạnh lùng của Dạ Ngọc Mị hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên nàng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn lại muốn nàng trở về Vân Tiên Đại Lục sao? Vừa rồi tên biến thái này còn tham lam điên cuồng mấy chục tiếng, dáng vẻ như hận không thể đem cả người nàng nuốt vào, bây giờ hắn lại muốn nàng đi sao? Muội muội chân dài, mặc dù ta rất muốn nàng ở lại đây, cũng rất muốn nàng luôn ở bên cạnh ta, nhưng nếu như nàng thật sự ở bên cạnh ta, ta chắc chắn sẽ không thể làm gì được. Dáng vẻ của Hạ Thiên có chút buồn bực, nhưng nếu ta không làm gì cả thì nàng, Thần Tiên tỷ tỷ, Băng Băng và Tiểu Kiều, các nàng có thể gặp nguy hiểm, ta vẫn phải nghĩ cách nhanh chóng tu luyện được nghịch thiên đệ bát châm. Cho nên muội muội chân dài, nàng vẫn nên đi về Tiên Vân Đại Lục đi, như vậy ta càng có thêm động lực. Hạ Thiên im lặng một chút, lại nói, chờ ta luyện thành công nghịch thiên đệ bát châm, ta sẽ bên nàng 3 tháng. Không được, phải nửa năm, xem ra vẫn chưa đủ, đến lúc đó, muội muội chân dài, ta sẽ ở bên nàng 1 năm. Được rồi, đừng nói mãi không dứt nữa, chàng cũng không thể ở bên ta 1 năm được. Cuối cùng Dạ Ngọc Mị cũng không chịu nổi mà cắt ngang lời của Hạ Thiên, nếu như trong vòng 1 năm chàng có thể luyện thành nghịch thiên đệ bát châm, ta sẽ nói cho chàng cách cởi thiên kết phú y ra. Muội muội chân dài, nàng nói lời phải giữ lời nhé. Hạ Thiên lập tức hết buồn bực, không ngờ thế mà hắn lại được phần thưởng tốt đến vậy, đây chính là thứ hơn 10 năm qua hắn luôn muốn. Đây là một số tư liệu mà chúng ta đã tra được ở Tiên Vân Đại Lục bên kia. Dạ Ngọc Mị như có phép thuật lấy ra một vài trang giấy, cũng có liên quan đến nghịch thiên đệ bát châm, tự chàng xem đi, nói không chừng sẽ có ích. Dạ Ngọc Mị vốn định sau này sẽ đưa những tài liệu đó cho Hạ Thiên, nhưng bây giờ hắn không muốn để nàng đi theo bên cạnh, nên nàng phải đưa đồ cho hắn trước. Thật ra, Dạ Ngọc Mị cũng biết rất rõ, nàng đi theo Hạ Thiên, về căn bản đúng là hắn có thể nghe lời nàng, nhưng có lẽ hắn sẽ không có cách nào yên tâm làm việc, chỉ sợ lúc nào hắn cũng sẽ luôn suy nghĩ muốn ôm nàng. Bây giờ, Hạ Thiên chủ động đưa ra đề nghị nàng quay trở lại Tiên Vân Đại Lục, hơn nữa lý do là muốn nhanh chóng luyện thành nghịch thiên thập bát châm, trong lòng nàng thật sự rất vui mừng. Dù sao thì dưới cái nhìn của nàng, người này vẫn chưa thực sự là một tên lưu manh, lần này coi như hắn đã trưởng thành rồi. À, tất nhiên, Dạ Ngọc Mị chưa bao giờ nghi ngờ trí thông minh của Hạ Thiên, phải biết rằng, trước kia nàng đã ăn không ít thiệt thòi từ trong tay hắn, khi đó tên đó không thể đánh lại nàng nên đã bắt đầu sử dụng đầu óc của mình, khiến cho nàng chịu không ít giày vò. Muội muội chân dài, bây giờ nàng sẽ trở về Tiên Vân Đại Lục sao? Hạ Thiên lại bắt đầu cảm thấy có chút không bỏ được, phải biết là, thật ra hắn vẫn luôn muốn cô vợ chân dài này đi theo mình. Ta còn một việc nữa. Dạ Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên, Tiểu Nhã bảo ta nói cho chàng biết, mười mấy năm trước, sau khi chàng xuống núi rồi tiến vào thế giới của người bình thường, chàng mới chính thức luyện thành nghịch thiên bát châm. Bây giờ chàng cũng cần phải đến thế giới người bình thường một lần nữa để tìm cách tu luyện nghịch thiên đệ bát châm. Muội muội chân dài, hiện tại ta đang ở trong thế giới người thường mà. Hạ Thiên tỏ vẻ buồn bực. Ta đã biết những chuyện mà chàng làm trong khoảng thời gian qua. Chàng đã khác với 10 năm trước, lần này, chàng chưa thực sự hòa nhập vào thế giới người thường.
Dạ Ngọc Mị tức giận nói, trong khoảng thời gian này, người mà chàng quen biết không có mấy ai là người bình thường cả. Muội muội chân dài, trong thế giới của người bình thường có rất nhiều người là kẻ ngốc. Ta không thích chơi với bọn hắn, Hạ Thiên thuận miệng nói. Chàng cho rằng ta thích sao? Dạ Ngọc Mị hừ nhẹ một tiếng, tóm lại đây đều là điều Tiểu Nhã đã nói. Nếu trước kia chàng không chơi với người bình thường, liệu chàng có thể quen biết Liễu Mộng không? Không quen Liễu Mộng, chàng có thể luyện thành nghịch thiên đệ tam châm nhanh như vậy sao? Hơn nữa, chàng biết ta cũng thông qua người bình thường. Tóm lại trong thế giới này không có nhiều người là người tu tiên, mà trong thế giới của người tu tiên, chính chúng ta cũng rất rõ ràng. Cho nên muốn tìm hiểu một số thứ mà chúng ta không biết, chỉ có thể tìm trong thế giới của người bình thường. Thần tiên tỷ tỷ nói như vậy, tất nhiên ta sẽ làm theo. Hạ Thiên ỉu xìu nói, hắn thật sự không có hứng thú gì với mấy chuyện kia. Tóm lại, lần này chàng cứ coi như giống mười mấy năm trước, rời núi một lần nữa. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói, về phần làm như thế nào, đó là chuyện của chàng, ta cũng không hiểu. Dạ Ngọc Mị đứng dậy, lại kiêu ngạo đứng thẳng trên đỉnh núi tuyết, ta đi đây, chờ khi chàng luyện thành nghịch thiên đệ bát châm thì mới có thể gặp lại ta. Vợ chân dài, nàng để cho ta ôm một cái đã. Hạ Thiên lại ôm lấy vòng eo tinh tế mềm dẻo kia của Dạ Ngọc Mị, hắn nói, để cho ta hôn một chút. Nói xong lời đó, Hạ Thiên lại hung hăng hôn lên đôi môi mỏng của Dạ Ngọc Mị, vừa hôn, hắn lại bắt đầu không khống chế nổi bản thân. Mà ngay khi hắn đang muốn tiến thêm một bước nữa, trong ngực đột nhiên trống rỗng. Hạ Thiên khẽ lui về phía sau, cứ như vậy ngã trên đỉnh núi tuyết, nhắm mắt lại, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh ở chung với Dạ Ngọc Mị lúc trước. Chương 1914, đi vào thế giới của người bình thường. Khoảng hơn một giờ sau. Cuối cùng, hắn cũng mở to mắt, nhảy lên khỏi mặt đất. Ta không thể nằm ở nơi này nữa, càng nằm càng nhớ tới muội muội chân dài. Hạ Thiên tự lẩm bẩm một mình, ta phải tìm cách tu luyện nghịch thiên đệ bát châm thật tốt, đến lúc đó ta muốn cởi sạch quần áo của muội muội chân dài. Nhìn khắp bốn phía, Hạ Thiên nhảy xuống, rất nhanh hắn đã biến mất. Bóng đen lóe lên, Dạ Ngọc Mị lại xuất hiện trên đỉnh núi tuyết. Hắn chỉ nhớ những chuyện xấu đó thôi. Dạ Ngọc Mị khẽ nghiến răng, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại có chút ửng hồng hiếm thấy. Sau đó, Dạ Ngọc Mị biến mất, về việc nàng đi nơi nào, có thực sự trở về Tiên Vân Đại Lục hay không, e rằng chỉ có chính nàng mới biết được. Bây giờ, ở Kinh Thành. Từ hôm qua đến hôm nay, Y Tiểu Âm vẫn luôn chờ ở trong khách sạn, chưa từng đi ra khỏi cửa, hơn nữa hai ngày nay, nàng cũng không làm việc gì khác, tiếp tục nghiên cứu những tư liệu lấy được từ mạng. Mặc dù vẫn không có tiến triển gì, nhưng Y Tiểu Âm vẫn không nản lòng, thực ra nghiên cứu y thuật là sở thích của nàng, rất thích nghiên cứu, hơn nữa có thể được nghiên cứu loại y thuật thần kỳ như nghịch thiên đệ bát châm này, nàng tự nhiên càng có hứng thú. Hiện tại đối với Y Tiểu Âm mà nói, việc nghiên cứu nghịch thiên đệ bát châm không phải chỉ vì giúp Hạ Thiên, thậm chí có thể nói, phần nhiều nàng làm vì hứng thú. Mà trong đống tư liệu lộn xộn kia, mặc dù nàng chưa tìm được thông tin hữu ích liên quan đến nghịch thiên đệ bát châm, nhưng thực ra nàng đã phát hiện ra một số tài liệu y thuật liên quan khác. Y Tiểu Âm nhẹ nhàng duỗi lưng ra một cái, nàng thực sự khá hài lòng với tình hình hiện tại, kể từ khi biết Dạ Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ đã trở về, cả người nàng đều buông lỏng. Mặc dù bây giờ Triệu Vũ Cơ đã giấu kín tin tức mình trở về, nhưng tất nhiên là Dạ Ngọc Mị đã đi tìm Hạ Thiên, chuyện đó đối với Y Tiểu Âm tương đương với được giải thoát rồi. Tìm chút gì ăn thôi, Y Tiểu Âm đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng, nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn 2 giờ chiều, nhưng thật ra nàng vẫn chưa ăn sáng. Vợ Y, nàng vẫn chưa ăn cơm sao? Một giọng nói có chút ngạc nhiên truyền đến, vừa khéo, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm thôi. Y Tiểu Âm có cảm thấy gặp quỷ. Ngẩng đầu nhìn lên đột nhiên thấy Hạ Thiên xuất hiện, gần như thốt ra tại sao ngươi lại trở lại rồi. Vợ Y, ta có hơi nhớ nàng nên mới quay về. Hạ Thiên thuận miệng nói. Dạ Ngọc Mị đâu, cuối cùng Y Tiểu Âm cũng không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng mà hỏi, nàng nghĩ như thế nào cũng không thông, tên háo sắc này rất điên cuồng mê luyến Dạ Ngọc Mị, tại sao nhanh như vậy đã bỏ lại nàng ấy rồi tự mình chạy tới đây chứ? Vợ Y, nàng cũng biết muội muội chân dài đã trở về rồi sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, sau đó hắn ăn ngay nói thật, ta bảo vợ chân dài đi nữa rồi. Nếu nàng ấy ở đây, ta không có cách nào luyện nghịch thiên đệ bát châm thành công được. Thế mà ngươi lại để nàng ấy đi sao? Y Tiểu Âm có chút khó có thể tin, từ trước đến nay tên lưu manh đó chỉ quan tâm đến loại chuyện kia,
vậy mà hắn lại cam lòng để cho Dạ Ngọc Mị rời đi sao? Chuyện đấy, chẳng lẽ là do não của hắn đột nhiên bị hỏng, sau đó lại khôi phục bình thường ư? Vợ y y, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Hạ Thiên thực sự cảm thấy có chút đói bụng, dù sao thì khi ở cùng với muội muội chân dài, hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Hiện tại, Hạ Thiên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hình như hắn đã quên là ở đó mình đã truyền công lực cho muội muội chân dài để trở về. Tuy nhiên nghĩ lại cũng không có vấn đề gì, coi như là đưa cho vợ chân dài, chỉ cần hắn luyện thành nghịch thiên đệ bát châm là có thể trở nên mạnh mẽ hơn cả muội muội chân dài hiện tại. Cuối cùng Y Tiểu Âm cũng không có đi ăn cơm với Hạ Thiên, nàng tiếp tục ở lại trong phòng gọi một ít đồ ăn lên. Mà rất nhanh nàng đã nhận ra, có vẻ như Hạ Thiên thực sự muốn làm chuyện quan trọng, không chỉ đưa những tài liệu lấy được từ Dạ Ngọc Mị cho nàng nghiên cứu, hắn còn quyết định làm theo lời thần tiên tỷ tỷ nói. Nghĩ cách hòa nhập vào trong thế giới của người bình thường, xem có thể gặp may mắn giống như mười mấy năm trước hay không. Sau đó ở trong thế giới của người bình thường, tìm cách tu luyện nghịch thiên đệ bát châm. Vợ y y, nàng cứ tiếp tục nghiên cứu tài liệu, ta sẽ đi tìm vài người bình thường để chơi theo lời của thần tiên tỷ tỷ nói không chừng qua mấy ngày nữa ta có thể tìm ra bí quyết tu luyện nghịch thiên đệ bát châm ở trong nhà một kẻ ngốc nào đó thì sao. Hạ Thiên cười hì hì nói, dù sao thì vận khí của ta vẫn luôn rất tốt. Hạ Thiên suy nghĩ một cái, lại nói, vợ y y, nàng cảm thấy ta nên làm cái gì thì tốt hơn. Việc ngươi phải làm chính là cố gắng tiếp xúc một chút với người bình thường. Ngươi phải tìm một người bình thường đưa ngươi đi cùng, như vậy ngươi mới có thể thực sự hòa nhập. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, cho dù là ta hay A Cửu, làm y nhân, Tô Bối Bối hay Triệu Thanh Thanh, cũng thực sự không có nhiều cơ hội giao tiếp với người bình thường, còn ai phù hợp hơn thì chính ngươi tự cân nhắc. Thực ra, trước kia khi ta chơi chung với tiểu muội chân dài, ta cũng biết rất nhiều người bình thường. Mặc dù có rất nhiều kẻ ngốc, nhưng tiểu muội chân dài quen rất nhiều người bình thường. Hạ Thiên tự lẩm bẩm một mình, "Cha, ta nên đi tìm tiểu muội chân dài." Đúng lúc, bây giờ ta cũng rất nhớ tiểu muội chân dài. Chương 1915, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không? Trong tiềm thức Y Tiểu Âm muốn nói điều gì đó. Chẳng hạn như nói với hắn không được gây ra các loại tai họa cho Ninh Nhụy Nhụy, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói gì, bởi vì nàng biết nếu nói ra cũng sẽ không có tác dụng gì. Về việc Ninh Nhụy Nhụy có bị Hạ Thiên gây họa hay không, kể từ khi nàng ấy trở thành người tu tiên, Y Tiểu Âm đã hiểu, nàng ấy đang đợi được Hạ Thiên gieo họa. Nhưng Y Tiểu Âm cũng biết một điều, chuyện kia đối với Nhụy Nhụy mà nói thì chưa chắc đã là chuyện xấu, nàng cũng không muốn nói dối là không muốn trở thành người tu tiên. Đối với người bình thường, có thể trở thành người tu tiên thực sự là một cơ hội hiếm có. Trên thực tế, nàng cũng không bài xích việc trở thành người tu tiên, chẳng qua nàng chỉ không thích quá trình trở thành người tu tiên mà thôi, nhưng nàng thực sự thích kết quả. Chưa kể đến những chỗ tốt như thanh xuân mãi mãi không già, không bệnh tật, không đau đớn, ít nhất vì vậy mà nàng có thể trở thành một bác sĩ giỏi hơn. Ai thì ngươi cứ tự quyết định đi, nhưng nếu ngươi thực sự muốn tìm thấy được thứ mình cần từ thế giới người bình thường, vậy ta khuyên ngươi tốt nhất nên lắng nghe Nhụy Nhụy nhiều hơn. Ngoài ra, bây giờ Nhụy Nhụy đang ở với Thạch Thuần đã là một người tu tiên từ 10 năm trước, nhưng những năm qua, nàng ấy vẫn luôn sống trong thế giới của người bình thường, người thường không nhìn ra được gì khác biệt, nói cách khác, nàng có kinh nghiệm giao tiếp với người bình thường. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên thản nhiên nói, nàng thực sự đồng ý với cách sống của người bình thường, dù sao thì trên thế giới này, người tu tiên ít đến đáng thương. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có người tu tiên chân chính tồn tại ở nơi đây. Nếu như thế giới này có càng nhiều tư liệu liên quan đến nghịch thiên đệ bát châm, cho dù ở trong quá khứ chúng tới đây như thế nào, thì hiện tại hơn phân nửa là được giấu trong nhà người bình thường nào đó, hoặc ở một xó xỉnh mà không ai để ý đến. Bất kể như thế nào, Y Tiểu Âm thật sự hy vọng Hạ Thiên có thể tu luyện thành nghịch thiên đệ bát châm. Mặc dù hắn không phải là người tốt lành gì, nhưng khi nàng nhìn lại, về cơ bản hắn so với những người tu tiên cường đại khác cũng không xấu lắm. Mà theo như Dạ Ngọc Mị, người mà Hạ Thiên mê luyến đã nói thì hắn đã tốt hơn rất nhiều rồi. Vợ y y, thật ra ta cũng rất có kinh nghiệm giao tiếp với người bình thường, nhưng ta có thể học theo kinh nghiệm của tiểu muội chân dài. Hắn thuận miệng nói, trong đầu hắn bắt đầu hình dung ra đôi chân siêu dài của Nhụy Nhụy. Sau đó, hắn so sánh nó với đôi chân dài của Y Tiểu Âm, trong lúc nhất thời. Hắn phát hiện ra hình như bản thân đang thực sự nhớ tới đôi chân dài của nàng ấy. Bây giờ, Ninh Nhụy Nhụy lại có chút phiền. Nàng đang không ở Vọng Cảng mà ở trên một hòn đảo cách Vọng Cảng hàng trăm cây em,
Đây là một làng du lịch trên đảo đã được phát triển từ nhiều năm trước, so với những làng du lịch trên đảo mới phát triển mà nàng đã từng đến trước kia mà nói, nơi đây không chỉ có đầy đủ hơn về cơ sở vật chất mà còn có rất nhiều khách du lịch đến nghỉ dưỡng. Nhưng vấn đề là Ninh Nhụy Nhụy thực sự không có tâm trạng đi nghỉ, lý do nàng đến đây thật ra là bị Thạch Thuần kéo tới. Trên danh nghĩa, Thạch Thuần nói là để tránh phóng viên bát quái, nhưng thật ra Thuần Thuần nha đầu kia chỉ muốn đến chơi mà thôi. Điều khiến Nhụy Nhụy không nói nên lời là tác phong của nữ lưu manh Thạch Thuần càng ngày càng khoa trương, thỉnh thoảng lại đến sàm sỡ nàng, thực sự còn quá phận hơn tên biến thái chết tiệt Hạ Thiên kia nữa. Mặc dù bị một nữ nhân phi lễ dường như không phải là chuyện gì to tát, hơn nữa bản thân Thạch Thuần cũng là một siêu cấp đại mỹ nữ, nhưng Ninh Nhụy Nhụy vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Bây giờ nàng đang rất nghi ngờ, nàng ấy sẽ không thực sự có xu hướng đồng tính luyến ái chứ. Điều duy nhất khiến Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy may mắn là dưới sự kiên trì của nàng, Thạch Thuần đã đưa Tôn Vân người bạn cùng phòng trước đây của nàng đến cùng. Giống như bây giờ, Tôn Vân đang lôi kéo Thạch Thuần đi chơi, trong khi Nhụy Nhụy tìm một nơi để dọn dẹp. Đáng tiếc là muốn thanh tịnh cũng không dễ dàng, trừ phi trốn trong phòng yên tĩnh, nhưng hiện tại nàng lại đang ở bên ngoài, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Thực ra Ninh Nhụy Nhụy đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở bãi biển với một ly nước trái cây trên tay. Nàng đeo kính râm vừa uống nước trái cây vừa ngắm biển cả, thực sự cảm thấy rất thoải mái. Đối với nàng, người đã từ nhỏ ngâm mình trong hồ bơi mà nói, nàng thực sự thích ở dưới nước, nàng có cảm giác thân thiết với biển một cách tự nhiên. Vấn đề bây giờ chính là có ai đó đang ngồi xuống bên cạnh nàng. Ghế dài tất nhiên là rất dài, về lý thuyết thì 3-4 người muốn ngồi trên đó cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại vấn đề là ở chỗ, bên cạnh hai người vẫn còn những băng ghế trống. Mà người đó cứ nhất định phải ngồi ở đây, đặc biệt đây là một nam nhân, việc đấy khiến cho Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy rằng hắn ta định đến để bắt chuyện. Không phải sao, ý nghĩ vừa mới nảy ra đã trở thành hiện thực. Vị mỹ nữ này, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Vẫn là kiểu câu nói cũ sáo rỗng đó. Vị tiên sinh này, ta tin là ngươi đã từng gặp qua ta rồi, ta cũng chắc chắn rằng ta chưa từng gặp ngươi. Giọng nói của Ninh Nhụy Nhụy có chút lạnh lùng. Nói xong nàng trực tiếp đứng dậy, đôi chân đẹp siêu dài của nàng bước được mấy chục mét thì ngồi xuống một chiếc ghế dài trống khác. Nam nhân khiến cho Ninh Nhụy Nhụy có chút không chịu được lại đi tới, sau đó hắn tiếp tục ngồi xuống chiếc ghế dài đó. Chương 1916. Sợ ta đánh nàng ấy sao? Ta nhớ ra rồi, ngươi là Ninh Nhụy Nhụy đúng không? Nam nhân nhìn nàng, hai ngày trước ta có nhìn thấy ngươi trên bản tin. Nam nhân kia im lặng một chút, lại lập tức nói, đúng rồi. Ninh tiểu thư, để ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Trương Khôn, Trương trong cung dài, Khôn là càn khôn bát quái, ta muốn nói với ngươi rằng bây giờ là xã hội tự do, ta rất ủng hộ xu hướng giới tính của ngươi. Cảm ơn, mặc dù tâm trạng của nàng đang không được tốt, nhưng nàng cũng thuận miệng trả lời qua loa lấy lệ một chút. Người ta thường nói đưa tay không đánh mặt người cười, người kia thật sự nhận ra nàng, còn bày tỏ ủng hộ nàng, nàng trực tiếp đuổi người ta đi cũng không tốt. Ninh tiểu thư, ngươi đây là đi một mình sao? Vị bạn gái kia của ngươi không đi cùng sao? Trương Khôn lại mở miệng hỏi, vừa hỏi hắn vừa tiến đến gần Ninh Nhụy Nhụy một chút. Nàng ấy cũng tới đây, nhưng ta muốn yên tĩnh một mình. Ninh Nhụy Nhụy cười nhạt một tiếng, nàng thực sự đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu như Trương Khôn đó thức thời thì nên tự giác rời đi. Đáng tiếc, Ninh Nhụy Nhụy đã sai. Hắn ta không biết thức thời, hay có lẽ là do nàng quá đẹp cho nên hắn vẫn giả vờ không hiểu. Hả, tâm trạng của Ninh tiểu thư không tốt sao? Trương Khôn bày ra dáng vẻ rất nhiệt tình, có phải vì có nhiều phóng viên bát quái không, hay vì ngươi cãi nhau với bạn? Là vì khuôn mặt ngươi quá xấu. Một giọng nói lười biếng vang lên, nghe thấy giọng nói kia, thế mà tâm trạng bất thường của Ninh Nhụy Nhụy lại tốt hơn một chút. Thế nhưng, giây tiếp theo, nàng bắt đầu phản kháng. Này, tên biến thái chết tiệt ngươi đang làm gì vậy? Thả ta ra, Ninh Nhụy Nhụy có chút tức giận. Người vừa mới xuất hiện không phải ai khác, đó chính là Hạ Thiên, ngay khi hắn tiến đến, hắn đã trực tiếp ôm Ninh Nhụy Nhụy vào lòng. Tiểu muội chân dài, hình như cô đã gầy đi một chút rồi, như vậy không tốt đâu, ngực của cô vốn đã khá nhỏ rồi, lại càng gầy thì càng nhỏ. Hạ Thiên thực sự khiến cho nàng thất vọng. Không cần ngươi quan tâm, Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn hắn một cái, nhỏ thì sao nào? Nàng muốn nó nhỏ mới không bị tên biến thái này chiếm tiện nghi. Đây thật ra là một lý thuyết kỳ quặc gần đây Thạch Thuần đã truyền cho nàng, nói cái gì mà cho dù lớn cũng là tiện nghi của Hạ Thiên,
còn nói quá lớn thì sẽ là gánh nặng cho chính bản thân, còn hắn thì được thoải mái. Lúc đó nghe thấy vậy, Ninh Nhụy Nhụy trợn mắt há mồm, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút thì hình như lại rất có lý, không phải sao, bây giờ chính nàng vô thức cũng nghĩ như vậy. Ninh tiểu thư, vị này là... Trương Khôn ở một bên không nhịn được nói. Tên ngốc này, tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Hạ Thiên có chút bất mãn, nói đến đây hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, đúng rồi, tiểu muội chân dài, vẫn nên là cô nói đi, vợ y y nói là nghe lời cô thì tốt hơn. Trương tiên sinh, đây là bạn của ta. Ninh Nhụy Nhụy mở miệng, nàng cũng cảm thấy tự mình nói ra thì tốt hơn, tên háo sắc kia vừa nói với người ta được hai câu đã công kích đối phương hai lần. Bây giờ Trương Không đó vẫn chưa tức giận cũng coi như là vận khí tốt, nếu không thì có lẽ đã bị đánh rồi. Không phải là bạn bè, là chồng. Hạ Thiên nhìn không được sửa lại. Tên lưu manh đáng chết, người đừng có nói nhảm. Ninh Nhụy Nhụy vừa nói xong thì phát hiện có người đang ngồi trên đùi mình. Này, người xuống đi. Tiểu muội chân dài, ta thích ngồi trên đùi của cô. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hiển nhiên hắn không muốn xuống, bây giờ hắn đặc biệt nhớ tới cô vợ chân dài. Ninh tiểu thư, ngươi, không phải là ngươi có bạn gái rồi sao? Trương Khôn không nhịn được nói. Trương tiên sinh, đây là chuyện riêng tư của ta, không liên quan gì đến ngươi. Cuối cùng Ninh Nhụy Nhụy cũng có chút khó chịu, người nọ có thôi đi không, nàng còn hoàn toàn không biết hắn ta từ đâu đến. Ninh tiểu thư, chẳng qua ta chỉ cảm thấy ngươi đã có bạn gái, bây giờ lại có bạn trai, như vậy không tốt lắm thì phải. Cho dù ngươi là người song tính. Chuyện đấy cũng giống như một chân đạp hai thuyền phải không? Sắc mặt Trương Khôn cổ quái, ngươi không sợ bạn gái của mình biết sao? Ta nghĩ đám phóng viên bát quái kia cũng sẽ rất hứng thú với chuyện đó. Tiểu muội chân dài, tên đần này hình như đang muốn uy hiếp cô. Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, nói rất chân thành. Nàng đang định nói chuyện, nhưng bên cạnh lại truyền tới một giọng nói, oa, chồng, chàng đến rồi à? Nghe thấy giọng nói kia, sắc mặt của Ninh Nhụy Nhụy lập tức có vẻ kỳ quái, Thạch Thuần này lại náo cái gì vậy? Ai, người này, người thật là có ý tứ nha. Ta chính là bạn gái của Nhụy Nhụy tỷ, sau đó ta và Nhụy Nhụy tỷ đều là bạn gái của chồng ta. Có phải ngươi rất hâm mộ không? Có phải ngươi rất ghen tị không? Thạch Thuần cười hì hì rồi ngồi xuống trên đùi Hạ Thiên, đồng thời nàng cũng nhìn Trương Khôn nói, thực ra, có phải ngươi cũng muốn theo đuổi một đôi mỹ nữ đồng tính luyến ái không? Thật đáng tiếc. Người muộn rồi. Sắc mặt của Trương Khôn thay đổi, sau đó hắn đứng dậy, nếu đã như thế, vậy thì ta sẽ không quấy rầy mấy vị nữa. Đi được mấy mét, Trương Khôn đột nhiên quay đầu lại, cầm điện thoại di động hướng tới bên này chụp liên tiếp vài tấm hình, sau đó hắn xoay người bỏ chạy như bay. Ai, Nhụy Nhụy tỷ, hình như hắn ta là một tay săn ảnh. Thạch Thuần nói xong nhảy ra khỏi đùi của Hạ Thiên, nhanh chóng đuổi theo hướng mà Trương Khôn chạy. Một giây sau, cả người Trương Khôn bay lên, sau đó hắn rơi vào trong biển cách đó không xa. Anh rể, người cứ từ từ chơi với Nhụy Nhụy tỷ, ta đi tìm Tôn Vân đây. Giọng nói của Thạch Thuần từ xa truyền đến, một giây sau thì biến mất. Thạch Thuần, tiểu lừa gạt này chạy nhanh như vậy làm gì? Hạ Thiên có chút buồn bực, sợ ta sẽ đánh nàng ấy sao? Chương 1917, nhỏ nhất nên yếu nhất. Nàng ấy sợ ngươi khiến nàng ấy ba ngày không thể nói chuyện. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ngươi không nhớ mấy hôm trước đã nói gì với nàng ấy trong điện thoại sao? Quên rồi, hắn thuận miệng nói, hắn vừa có một khoảng thời gian tuyệt vời với muội muội chân dài, chuyện nhỏ đó đã hoàn toàn không nhớ nữa rồi. Đương nhiên, sau khi Ninh Nhụy Nhụy nhắc nhở, ngược lại hắn đã nhớ ra rồi. Thuần Thuần sợ như thế à, vậy lần sau nàng không nghe lời, ta sẽ làm cho nàng không nói được. Hắn lẩm bẩm một mình. Này! Sao ngươi lại chạy đến đây? Nàng đẩy vài cái, không thể đẩy được Hạ Thiên xuống, cũng đành từ bỏ, ngươi không phải đang ở cùng y y tỷ sao? Tiểu muội chân dài, ta có chút nhớ cô, cho nên tới tìm cô. Nam nhân đấy cười hì hì, ta đặc biệt nhớ đôi chân của cô. Nhớ cái đầu ngươi, Ninh Nhụy Nhụy rất tức giận, tên biến thái chết tiệt này, cũng chỉ nhớ đến cặp chân dài của nàng thôi, quả hệt giống nữ lưu manh Thạch Thuần nọ, có việc hay không cũng sờ chân nàng. Tiểu muội chân dài, sao cô lại nhớ đầu ta chứ? Hạ Thiên có chút kinh ngạc, bây giờ, hắn chủ động rời khỏi từ trên chân dài của Ninh Nhụy Nhụy, ngồi xuống cạnh nàng, thuận tay ôm bờ eo thon của nàng, mà tay bên này còn vòng qua đặt lên chân bên kia. Này, rốt cuộc ngươi đến đây làm gì? Nàng vẫn có chút khó hiểu, tên biến thái này không phải suốt ngày quấn lấy y y tỷ sao?
sao lại đột nhiên chạy đến đây vậy? Tiểu muội chân dài, ta đến chơi với cô nha. Hạ Thiên bày ra vẻ mặt vô tội, vợ chân dài nói với ta, thần tiên tỷ tỷ bảo ta làm quen với nhiều người bình thường hơn, ta muốn đi theo tiểu muội chân dài cô, như vậy có thể quen biết nhiều người như thế. Này, vợ thần tiên tỷ tỷ, vợ chân dài cái gì chứ, không phải mấy cô vợ đó của ngươi đều chạy hết rồi sao? Nàng có chút khó hiểu, các nàng làm sao lại nói với ngươi những chuyện đó được. Tiểu muội chân dài, cô thật ngốc, các nàng ấy đi rồi cũng không phải là không trở lại, muội muội chân dài vừa đặc biệt về với ta 2 ngày đấy. Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, sau đó dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiểu muội chân dài, cuối cùng ta cũng biết tại sao cô lại nhớ đầu ta rồi, hóa ra là cô quá đần, muốn thông minh như ta chứ gì. Nàng nghiến răng, đồ thần kinh, lại còn thông minh gì chứ? Này, vợ chân dài gì đó của ngươi, trở về tìm ngươi sao? Ninh Nhụy Nhụy lại phát hiện ra vấn đề mấu chốt, nàng đối với vợ chân dài của hắn vẫn rất có hứng thú, dù sao sở dĩ nàng được gọi là tiểu muội chân dài, chính là vì còn có một muội muội chân dài. Đúng vậy, vợ chân dài nhớ ta quá nên đã quay về, nhưng ta lại bảo nàng ấy đi rồi. Hắn nói xong rồi tự lẩm bẩm, ta hình như có hơi hối hận rồi, đáng lẽ không nên để muội muội chân dài đi. Ta hiện giờ lại nhớ nàng ấy rồi. Ngươi thích nàng ấy như vậy, sao phải để nàng ấy đi làm gì? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, sau đó nàng còn cảm thấy tay tên gia hỏa này rất không thành thật, lập tức tức giận không nhẹ, người kia một mặt nói nhớ muội muội chân dài gì đó kia, một mặt vô lễ với chân dài của nàng. Tiểu muội chân dài, cô thật là kém thông minh, ta chỉ vì quá thích muội muội chân dài, cho nên mới muốn nàng ấy rời đi. Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ta muốn trước tiên luyện nghịch thiên bát châm cho tốt, nếu nàng ấy ở đây, ta sẽ không có lòng dạ nào mà đi luyện nghịch thiên bát châm được. Này, vậy ngươi đi luyện nghịch thiên bát châm của ngươi đi, sao lại chạy tới tìm ta làm gì? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói. Tiểu muội chân dài, ta không phải vừa nói rồi sao? Vợ chân dài nói cho ta biết, thần tiên tỷ tỷ cảm thấy ta phải quen biết với người thường nhiều hơn mới có thể luyện thành nghịch thiên bát châm, cho nên ta tới tìm cô nha. Hạ Thiên có chút khó hiểu, cô là vợ bé nhỏ số 1 của ta, trong số các cô vợ của ta cũng chỉ có cô khá bình thường, ta tìm cô đương nhiên là thích hợp nhất rồi. Nàng rất muốn đánh người, trong mắt tên lưu manh đấy, nàng lại là bình thường nhất. Hơn nữa hiện giờ ta đặc biệt thích chân của cô, hiện giờ, người đó lại bổ sung thêm một câu. Ninh Nhụy Nhụy vẫn tin lời đấy, gia hỏa này chính là yêu nơi đó không muốn rời tay. Vấn đề là điều nọ làm cho nàng càng thêm phát cáu. Bởi vì rõ ràng nó đồng nghĩa với việc hắn lấy nàng làm vật thay thế cho vợ chân dài gì đó kia. Tên sắc lang chết tiệt, bỏ tay ngươi ra, ngươi nhớ vợ chân dài kia của ngươi thì đi tìm nàng ấy đi, ta không phải vật thay thế của nàng ấy. Nàng giãy giụa, nhưng vẫn không thoát ra được. Tiểu muội chân dài, sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Hạ Thiên có chút khó hiểu, sao cô lại là vật thay thế cho vợ chân dài chứ? Vốn dĩ nghe nói như thế, tâm trạng của Ninh Nhụy Nhụy dần dần tốt lên một chút. Kết quả, hắn lại thêm một câu, cô không thay thế được muội muội chân dài, cô chỉ là tiểu muội chân dài, cô nhỏ hơn muội muội chân dài nhiều. Nhỏ thì nhỏ, nàng có chút hổn hển, ta thích nhỏ như vậy, không cần ngươi phải thích. Tiểu muội chân dài, thật ra không sao cả, tuy cô khá nhỏ, nhưng chân cô dài nha, ta vừa mới nghiêm túc quan sát một chút, chân của cô chắc sẽ dài hơn muội muội chân dài vài cm. Hắn vẫn như thế. Hình như căn bản không cảm thấy Ninh Nhụy Nhụy đang tức giận. Chân của Ninh Nhụy Nhụy quả thật dài hơn chân của Dạ Ngọc Mị, nguyên nhân cũng đơn giản, nàng vốn dĩ cao hơn người kia một chút. Nàng nhìn dáng vẻ của hắn, nàng đột nhiên phát hiện, bản thân hoàn toàn không cần phải tức giận gì cả, tên lưu manh hết tiệt đó, vẫn giống như trước, đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính hắn. Chương 1918. Không ai có thể bắt ép được hắn. Này, ngươi vừa nói đến tìm ta. Vì để làm quen một số người bình thường, đúng không? Ninh Nhụy Nhụy nhìn hắn. Đúng vậy, Hạ Thiên gật đầu, chuyện này hắn vẫn rất để ý, thần tiên tỷ tỷ và mấy cô vợ kia của hắn đều có thể gặp nguy hiểm, hắn cần phải cố gắng tu luyện, mà hắn vẫn luôn tin tưởng phán đoán của thần tiên tỷ tỷ. Nếu thần tiên tỷ tỷ cảm thấy từ trong thế giới của người bình thường có thể tìm được cách tu luyện nghịch thiên bát châm, vậy hắn sẽ thật sự đi tìm. Vậy ngươi cảm thấy ngồi bất động ở đây thì có thể quen biết được người bình thường nào đó sao? Nàng cho hắn một ánh mắt xem thường. Có thể, tiểu muội chân dài nàng đẹp như vậy, sẽ có rất nhiều tên ngốc chủ động tới tìm cô. Hạ Thiên cười hì hì. Ninh Nhụy Nhụy có chút không nói nên lời, bởi vì nàng phát hiện,
lời này thật ra cũng không sai. Vậy bọn hắn lại đây, ngươi đánh bọn hắn chạy mất, đây chính là cái mà ngươi gọi là làm quen sao? Nàng tức giận nói. Tiểu muội chân dài, đó đương nhiên là làm quen, nàng chưa từng nghe nói một câu, gọi là không đánh nhau không quen biết sao? Hạ Thiên nghiêm trang nói, ta đánh mấy tên ngu ngốc đó một trận, chính là làm quen đó. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, đây là lần đầu tiên nàng biết không đánh nhau không quen biết có thể giải thích như vậy. Này, thần thiên tỷ tỷ đó của ngươi có bảo ngươi nghe người bình thường nhiều hơn không? Nàng trợn mắt nhìn Hạ Thiên. Không, hắn trả lời rất dứt khoát, ta chỉ nghe lời vợ. Vậy y y tỷ có bảo ngươi nghe ta không? Ninh Nhụy Nhụy lại hỏi. Chuyện đó, vợ y y hình như có nói rồi. Hạ Thiên nhìn nàng, vẻ mặt kỳ quái, nhưng tiểu muội chân dài cô hỏi nhiều như vậy làm gì? Tuy cô là vợ nhỏ, nhưng cô cũng là vợ của ta, cô muốn ta nghe lời cô, ta cũng sẽ nghe. Ngươi thật sự sẽ nghe lời ta sao? Nàng giật mình, nếu tên háo sắc này thật sự sẽ nghe lời nàng thừa nhận cái danh vợ nhỏ gì đó kia cũng có thể. Đúng vậy, tiểu muội chân dài, ta là nam nhân tốt yêu thương vợ nhất, chỉ cần cô vui vẻ, ta sẽ nghe lời cô. Hắn cười hì hì nói. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn hắn, trong lòng luôn có chút không tin. Nếu tên gia hỏa đó nghe lời vợ như vậy, sao có thể tìm nhiều vợ như thế? Vậy ngươi bỏ tay ra trước đi, nàng vẫn quyết định thử xem. Người nọ thật sự đã thu tay lại. Ngươi đi tìm Thạch Thuần đi, ta muốn ngồi một mình. Ninh Nhụy Nhụy lại nói thêm. Được thôi, tiểu muội chân dài, vậy cô tự chơi đi. Hắn nói xong đã biến mất. Ninh Nhụy Nhụy ngạc nhiên một lúc, nhất thời có loại cảm giác đang nằm mơ, tên biến thái chết tiệt đấy, thật sự sẽ nghe lời sao? Nhưng không đúng, nếu hắn thật sự nghe lời như vậy, vì sao y y tỷ lại không có cách nào giữ được hắn chứ? Nàng nghĩ một lúc, lấy di động ra, bấm gọi y tiểu âm. Nhụy Nhụy, sao vậy? Có phải Hạ Thiên đi tìm ngươi rồi không? Y tiểu âm rất nhanh đã bắt máy. Phải, tên lưu manh chết tiệt kia đã tới rồi. Nàng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, đúng rồi, y y tỷ, ta có một câu hỏi, tên biến thái đó nói hắn rất nghe lời vợ, là thật sao? Ngươi sẽ không bị hắn lừa nên đã đồng ý làm vợ hắn rồi chứ? Y tiểu âm hỏi ngược lại. Không có từ từ, y y tỷ, ngươi nói hắn lừa ta sao? Ninh Nhụy Nhụy lập tức phản ứng lại. Nhụy Nhụy, hắn rất thông minh, đừng coi hắn là tên đần. Trong giọng nói của y tiểu âm ít nhiều có chút bất đắc dĩ, nếu ngươi làm đúng gì đó, hắn cũng rất có thể sẽ đồng ý với ngươi một số chuyện, nhưng muốn để hắn thật sự nghe lời, ngoại trừ Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị. Những người khác chắc hẳn đều không làm được. Được rồi, y y tỷ, ta hiểu rồi. Ninh Nhụy Nhụy có chút buồn bực, nhưng ngược lại cũng cảm thấy bình thường, nàng vốn dĩ không quá tin vào cái gọi là nghe lời vợ của hắn. Đúng rồi, Nhụy Nhụy, hiện giờ hắn rất muốn làm quen với người bình thường, tốt hơn hết là ngươi nên chỉ dẫn một chút. Y tiểu âm hơi chần chừ một chút, vẫn bổ sung thêm một câu, ngoài ra, Nhụy Nhụy, có câu này ta vốn không muốn nói, chính là, thật ra, người đối với Hạ Thiên mà nói, cũng khá đặc biệt, người phải lợi dụng chỗ đặc biệt đó. Y y tỷ, điểm đặc biệt mà ngươi nói, sẽ không phải là ta chân dài chứ? Ninh Nhụy Nhụy có chút sở khóc sở cười. Chuyện đó nói ra có hơi buồn cười, nhưng đây quả thật chính là chỗ đặc biệt của ngươi, đương nhiên, không phải đơn giản nói ngươi chân dài, mà là, hắn luôn luôn sẽ vì ngươi mà nhớ tới Dạ Ngọc Mị. Y tiểu âm dứt khoát nói thẳng ra, hắn chắc chắn sẽ nói ngươi không phải là vật thay thế. Nhưng trong tiềm thức, thật ra hắn sẽ có nhận thức đó, mà đối với hắn mà nói, nàng ấy thật sự rất đặc biệt. Nghĩ một lúc, nàng lại nói thêm, thật ra nàng ấy đã từng là kẻ thù lớn nhất của hắn, nhưng hiện giờ, nàng là nữ nhân mà hắn say đắm nhất, mà thời điểm ngươi quen biết hắn cũng rất đặc biệt đến mức hắn lấy cho ngươi một biệt hiệu là tiểu muội chân dài. Điều này thật ra đã khiến ngươi rất khác với mọi người, nếu ngươi đã không thể thoát khỏi hắn, vậy thì phải lợi dụng chỗ đặc biệt của ngươi cho tốt. Ninh Nhụy Nhụy nhất thời nghe vậy có chút ngẩn người, chuyện kia, nàng hoàn toàn không ngờ sẽ có một cuộc đối thoại như vậy với y y tỷ. Vậy thì, y y tỷ, người cảm thấy ta nên làm thế nào? Một lát sau, Ninh Nhụy Nhụy cuối cùng không nhịn được hỏi. Chương 1919, nên tận dụng ưu thế của mình. Đầu bên kia điện thoại, y tiểu âm trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng nói, Nhụy Nhụy, thật ra ta cũng không biết ngươi nên làm như thế nào, hơn nữa. Ta cũng không tư cách bảo ngươi làm cái gì, dù sao, có một số việc, chính ta cũng không có cách nào tự làm. Y y tỷ, ngươi nói kiểu đó làm ta choáng váng, vậy cuối cùng ta nên làm cái gì? Ninh Nhụy Nhụy có chút đau đầu,
bây giờ nàng thật sự không biết ở chung như thế nào với hắn. Nhụy Nhụy, trước đó lúc ngươi còn chưa đi cùng với hắn, ta hy vọng ngươi có thể không nên vì hắn mà chậm trễ, nhưng bây giờ, tình huống không giống nhau. Trong giọng nói của Y Tiểu Âm ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Y tỷ, bây giờ ta không đi với hắn. Nàng vội vàng nói, ta không xảy ra chuyện gì với tên háo sắc đó. Nhụy Nhụy, ta biết, nhưng ngươi biết rất rõ, trên thực tế ngươi đã coi như người của hắn. Giọng của Y Tiểu Âm rất bình tĩnh, hơn nữa, ta có thể chắc chắn, hắn là nam nhân có quan hệ thân mật nhất với ngươi. Tốt thôi, Y tỷ, coi như vậy, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Bây giờ, Ninh Nhụy Nhụy có chút phiền não, bởi vì nàng biết Y Tiên tỷ nói không sai, tên lưu manh kia thường xuyên ôm ôm ấp ấp nàng, hoàn toàn đã coi nàng là người của hắn. Tuy còn không có cho hắn chân chính ra tay, có thể như Y Tiên tỷ nói, nàng coi như đã là của hắn. Nhụy Nhụy, như ta mới vừa nói, thật ra ta không có cách nào bảo ngươi nên làm gì, chỉ là, ta cảm thấy trước đây ta và A Cửu có thể nói một ít chuyện dẫn đến ngươi có thành kiến với hắn. Y Tiểu Âm hơi hơi im lặng một chút, mặc dù giữa ta với vẫn có khó mà bù đắp khe hở như cũ, nhưng có chuyện ta vẫn hy vọng ngươi hiểu rõ, đó chính là, mặc dù hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng thật ra, hắn cũng có rất nhiều điểm tốt. Cái tên biến thái chết tiệt đó ngoại trừ năng lực y thuật rất cao rất mạnh, còn có điểm tốt khác sao? Nàng nhìn không được hỏi. Thật ra thời gian ta ở với hắn không nhiều, ta cũng không cách nào nói cho ngươi biết hắn còn có điểm tốt gì, nhưng ta biết một việc. Đó chính là tất cả người vợ của hắn, đều khăng khăng bảo vệ hắn, hơn nữa cũng đều cam tâm tình nguyện ở một chỗ với hắn. Trong giọng nói Y Tiểu Âm ít nhiều có chút kỳ lạ, đây thật ra là một việc rất thần kỳ, ngươi phải biết, trong những người vợ của hắn, số đông là nữ nhân có tính độc lập rất mạnh. Dừng một chút, Y Tiên lại bổ sung, tóm lại, Nhụy Nhụy, có lẽ từ giờ trở đi, ngươi có thể tốn thêm chút thời gian thật sự đi tìm hiểu hắn, chuyện đấy đối với ngươi thật ra cũng có chỗ tốt. Tốt thôi, Y tỷ. Ta đại khái đã hiểu. Thật ra Ninh Nhụy Nhụy vẫn không quá rõ, nhưng đột nhiên nàng tò mò một chuyện, đó chính là, cái tên biến thái chết tiệt đấy rốt cuộc có bao nhiêu cô vợ. À, đặc biệt là, những cô vợ của hắn, là ai? Nhụy Nhụy, vậy ta cúp điện thoại trước, Y Tiểu Âm cúp điện thoại. Tiểu muội chân dài, cô gọi điện thoại cho ai đó. Giọng truyền tới từ phía bên cạnh. Ninh Nhụy Nhụy vừa quay đầu, đã nhìn thấy Hạ Thiên. Này! Không phải ngươi đi tìm Thạch Thuần sao? Sao lại trở về rồi? Nàng trừng mắt với hắn, cái tên lưu manh chết tiệt kia quả nhiên không thật sự nghe lời, hiện tại mới chỉ có vài phút, đã chạy lại. Tiểu muội chân dài, ta không thích chơi với tiểu lừa gạt Thuần Thuần, cho nên quay về. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhìn bốn phía, hắn có chút buồn bực, kỳ quái, tiểu muội chân dài, lâu như vậy, không có người tới quấy rối cô sao? Mới vài phút, lâu chỗ nào? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, còn có, ngươi hy vọng có người tới quấy rối ta à? Đúng vậy, có người tới quấy rối cô, ta có thể đánh những kẻ đó một trận. Hắn cười hì hì nói. Mặc dù đã đoán được hắn muốn đánh người, nghe hắn nói ra như vậy, nàng vẫn cảm thấy có chút cạn lời. Ai, tên lưu manh, ta hỏi ngươi một chuyện, muội muội chân dài ngươi nhớ mãi không quên, đến cuối cùng là ai vậy? Ngươi có hình của nàng ấy hay không, cho ta nhìn một chút. Ninh Nhụy Nhụy quyết định bắt đầu hỏi thăm chuyện của người này, suy nghĩ mình đã bị hắn chiếm tiện nghi nhiều như vậy, lại không hiểu rõ nhiều chuyện về hắn, hình như có chút thua thiệt. Muội muội chân dài chính là muội muội chân dài, nàng ấy không thích người ta chụp hình mình, nhưng không sao, về sau ta dẫn cô đi gặp nàng ấy là được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Này, vậy ngươi nói cho ta một chút, những người vợ của ngươi là những người nào? Nàng có hứng thú với những việc đấy. Tiểu muội chân dài. Về sau cô gặp các nàng ấy chẳng phải sẽ biết sao? Hạ Thiên có chút buồn bực, bây giờ cô hỏi nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa chẳng lẽ tiểu lừa gạt Thuần Thuần kia không có nói với cô sao? Ngươi không muốn nói thì thôi. Nàng có chút bất mãn, Thạch Thuần đã nói với nàng, nhưng nói không nhiều, hơn nữa Thạch Thuần cũng nói rất lộn xộn, thường xuyên nói một chút đã dở trò lưu manh, đến mức có đôi khi nàng không thể nào nghe rõ ràng. Tiểu muội chân dài, bây giờ ta nói cho cô biết cũng vô dụng. Giống như ta cho cô biết vợ muội muội chân dài vốn là Dạ Ngọc Mị, nhưng cô vẫn không biết nàng ấy là ai. Hạ Thiên ra vẻ vô tội, ta cũng có thể nói cho cô Thần Tiên tỷ tỷ tên là Nguyệt Thanh Nhã, thế nhưng cô vẫn không biết dáng vẻ của Thần Tiên tỷ tỷ như thế nào. Không phải những người vợ kia của ngươi đều rất đẹp sao? Có chút nổi danh, ngươi không thể nói mấy cái ta có thể tra ở trên mạng được sao? Nàng hừ nhẹ một tiếng.
Chương 1920. Sao lại là hai nữ nhân? Trên mạng có thể tra được thì chắc cô cũng biết, có thể cô cũng biết vợ đại yêu tinh, mỹ nữ tỷ tỷ ngươi cũng có thể biết. Hạ Thiên nói đến đây lại bị đánh gãy. Này, ngươi chờ một chút, ngươi nói vợ đại yêu tinh là Triệu Vũ Cơ, nhưng sao lại có thể, người đó ta biết, còn mỹ nữ tỷ tỷ kia là ai? Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với Hạ Thiên. Mỹ nữ tỷ tỷ chính là người giàu nhất hiện tại, bối nha đầu chính là em họ của mỹ nữ tỷ tỷ. Hạ Thiên đáp. Ngươi nói mỹ nữ tỷ tỷ chính là Diệp Mộng Oánh. Ninh Nhụy Nhụy hiểu được, sau đó lại có chút phát điên, ngươi có thể nói thẳng tên hay không, tại sao phải lấy nhiều biệt hiệu cổ quái như vậy? Rất quái lạ sao, Hạ Thiên có chút buồn bực, dung mạo của nàng ấy rất dễ nhìn, còn lớn hơn ta, cho nên gọi là mỹ nữ tỷ tỷ, giống như tiểu muội chân dài cô bởi vì chân rất dài, cho nên gọi là tiểu muội chân dài, chuyện đó rõ ràng như thế không thể trách được. Ngươi đặt cho mỗi cô vợ một biệt hiệu sao? Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được hỏi. Không có, Hình tỷ, Vân Mạn tỷ, Mị Nhi các nàng ấy đều không có biệt hiệu. Hắn thuận miệng nói. Ninh Nhụy Nhụy phát hiện mình có chút hôn mê, lập tức xuất hiện mấy cái tên mới, trước kia chưa từng nghe Thạch Thuần nói qua. Tiểu muội chân dài, người quái dị bên kia đang làm gì đấy? Hạ Thiên lại hỏi. Nơi nào, nàng còn chưa phản ứng lại. Nơi đó đó, bờ biển kia, ăn mặc rất ít, dáng người còn kém. Còn ở chỗ này cầm một cái điện thoại tự chụp, ồ, không đúng, giống như đang nói chuyện phiếm bằng video. Hắn dùng ngón tay chỉ vào người cách đó không xa. Cuối cùng, nàng đã nhìn thấy, mà nhìn kỹ, nàng liền biết, đồ kém thông minh, đó là người ta đang phát sóng trực tiếp. Ồ, đó chính là đang phát trực tiếp livestream. Hạ Thiên hiểu, hắn đối với chuyện kia thoáng có hiểu rõ từng chút, lúc đầu tiểu yêu tinh cũng từng tiếp xúc qua. Hắn không hiểu là một vấn đề khác, nhưng dáng dấp xấu như vậy mà trực tiếp, không sợ dọa người khác sao? Trực tiếp cũng không phải cho một người nhìn, chỉ là cho người hâm mộ của mình xem, mặc kệ nàng ấy có đẹp hay không, người yêu thích của nàng ấy thích là được rồi. Nàng trừng mắt với hắn, còn có, người ta xấu chỗ nào? Dáng người rõ ràng không tệ, khuôn mặt cũng dễ nhìn. Dáng người của người phát sóng nọ quả thật không tệ, nhưng khuôn mặt chỉ tạm được. Nàng ấy còn không dễ nhìn như vợ nhỏ của ta, đương nhiên xấu. Hạ Thiên hùng hồn nói. Vợ nhỏ. Ninh Nhụy Nhụy rất nhanh phản ứng lại, người này nói chủ kênh đó xấu. Dù nàng ấy không có dễ nhìn như ta, ngươi cũng đừng nói người ta xấu, người ta không có xấu. Nàng cho hắn một cái liếc mắt. Tiểu muội chân dài, không xinh bằng vợ của ta thì tính là xấu rồi. Hắn lười biếng nói. Vậy dễ nhìn như vợ ngươi thì sao? Ninh Nhụy Nhụy hừ nhẹ một tiếng. Xinh như vợ ta, đương nhiên cũng là vợ của ta. Hắn nghiêm túc nói. Vậy người ta lớn lên xinh đẹp như ta nhưng bây giờ còn chưa phải là vợ của ngươi thì sao? Nàng hừ nhẹ một tiếng. Vậy thì đoạt lấy làm vợ. Bộ dáng của hắn nói như đấy là chuyện đương nhiên. Ninh Nhụy Nhụy lập tức bó tay rồi, tam quan của người kia có vấn đề à? Vậy ta hỏi ngươi, nếu ta ở trên núi tuyết không có gặp ngươi, đến bây giờ mới gặp phải ngươi. Ngươi cũng cướp ta làm vợ sao? Nàng tức giận hỏi. Không biết, dù sao thì cô cũng chưa sinh như vợ của ta. Hắn cười hì hì, tiểu muội chân dài, trong khoảng thời gian qua, cô dễ nhìn hơn trước đó, nhưng, cô vẫn phải cố gắng, dù sao cô là người yếu nhất trong những người vợ của ta. Ta yếu nhất, Ninh Nhụy Nhụy có chút tức điên, ta làm sao lại yếu nhất? Cô nhỏ nhất, cho nên yếu nhất, hắn nghiêm túc nói, mà bây giờ tầm mắt hắn đang nhìn. Nàng liền biết, cái gọi là nhỏ, chắc chắn không phải nói về tuổi. Nàng có chút bi phẫn, nàng rõ ràng không nhỏ, tại sao có thể là nhỏ nhất? Nàng không tin dáng người của những cô vợ kia của cái tên háo sắc chết tiệt này đều có thể tốt như vậy. Nhưng không sao, tiểu muội chân dài, ta là thần y, thật ra ta có thể giúp cô trở nên lớn hơn, trước kia vương nha đầu chính là bị ta làm trở nên rất lớn. Hắn cười hì hì nói, chỉ cần cô nguyện ý, ta châm cho cô vài cái là được. Không bao giờ, nàng trừng mắt hắn, ta chỉ muốn duy trì dáng vẻ này, ta thích dáng người bây giờ của ta, ngươi không thích thì không thích, ngươi có bản lãnh đừng biến ta thành vợ của ngươi. Tiểu muội chân dài, phẩm vị đó của cô không tốt lắm. Hắn lắc đầu, nhưng không sao, cô từ từ sẽ có phẩm vị tốt hơn, sau khi trở thành vợ của ta, mọi người đều sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng thông minh, phẩm vị cũng sẽ càng ngày càng cao. Ninh Nhụy Nhụy oán thầm ở trong lòng. Ở cùng một chỗ với tên biến thái này mới trở nên ngốc chứ. Này, quấy dậy một chút, xin hỏi ngươi là Ninh Nhụy Nhụy sao? Vào lúc này,
một giọng nói hưng phấn truyền đến. Hạ Thiên có chút cao hứng trở lại, cuối cùng có người đến tìm phiền toái sao? Chỉ là, một giây sau hắn lại phiền muộn, làm sao lại là hai nữ nhân? Chương 1921, cực bóng truyền. Đúng là hai nữ nhân, cả hai đều trẻ, ngoài đôi mươi, đều mặc bikini, một đỏ một xanh, đều rất tươi tắn và khá bắt mắt. Mà hình thể của họ thực sự khá đẹp, hầu hết đều cao khoảng 1m7, chân trần, vóc dáng cân đối, tỷ lệ cũng rất tốt, tóm lại trong mắt người thường, đây là hai mỹ nữ có ngoại hình ưa nhìn. Nữ nhân xinh đẹp mặc bikini đỏ kia còn cầm quả bóng chuyền trên tay, khiến Hạ Thiên hơi khó hiểu, lẽ nào hai người đó đến chơi bóng chuyền với tiểu muội chân dài sao? Ta là Ninh Nhụy Nhụy, xin hỏi các ngươi có chuyện gì à? Ninh Nhụy Nhụy cũng thừa nhận rất thẳng thắn, dù sao nàng cũng không cảm thấy có gì phải giấu giếm, chỉ là có chút băn khoăn, chẳng lẽ hai người kia là người hâm mộ của nàng sao? Tất nhiên, việc gặp gỡ người hâm mộ không phải là hiếm, dù sao nàng thực sự có rất nhiều người yêu thích, thậm chí ở những nơi như resort, việc gặp một vài người như vậy là chuyện bình thường. À, chuyện đó, thực ra chúng ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Nữ nhân mặc bikini đỏ có chút ngượng ngùng, hai chúng ta đang chơi bóng chuyền trên bãi biển với mọi người ở đó, vốn dĩ chỉ là chơi, nhưng sau đó bọn họ dùng phương pháp hung hãn, chúng ta nóng nảy nên đặt cược với bọn họ, giờ mắt thấy chúng ta sắp thua rồi, lại thấy ngươi ở đây, chúng ta băn khoăn không biết có thể nhờ ngươi giúp đỡ hay không. Ninh tiểu thư, chúng ta xin lỗi, chúng ta biết yêu cầu đó khá đường đột, nhưng trong lúc nhất thời chúng ta không thể nghĩ ra cách nào khác, ngươi có thể giúp chúng ta không? Bây giờ, người đẹp mặc bikini xanh cũng lên tiếng. Nàng còn chưa nói chuyện, một giọng nói khác đã truyền đến, ta nói này hai vị mỹ nữ, các ngươi như thế là không chấp nhận thua muốn chạy sao? Như vậy không tốt lắm, như tục ngữ nói, có chơi có chịu. Lần này, người nói chuyện là một nam nhân mặc quần bơi, nhìn cơ bắp cuồn cuộn. Rõ ràng là có tập thể dục thường xuyên, bên cạnh còn có một thanh niên khác, không biết vô tình hay cố ý, màu sắc của hai bộ đồ bơi thực sự tương ứng với màu áo tắm của hai người đẹp mặc bikini, một đỏ và một xanh. Hai người đẹp, các ngươi như thế là đang tìm người ngoài giúp đỡ sao? Lần này nam nhân mặc quần đỏ lại lên tiếng, ánh mắt khá sắc bén, lập tức đã thấy Ninh Nhụy Nhụy, hai người đẹp, chẳng lẽ người đẹp đó cũng là bạn của các ngươi sao? Hiện tại, nam nhân mặc quần xanh đã nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy, hai mắt sáng lên, sau đó nhìn nàng nói, ta nói này người đẹp, giúp đỡ cũng không sao, nhưng nếu thua thì phải thực hiện đổ ước với họ. Các ngươi đặt cược gì? Ninh Nhụy Nhụy hơi nhíu mày, cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Ánh mắt của hai nam nhân vừa xuất hiện khiến nàng cảm thấy khó chịu, nàng vốn không có hứng thú quan tâm, nhưng bây giờ vẫn quyết định hỏi. Người đẹp này, thật ra chúng ta cược rất đơn giản, ai thua đêm nay sẽ phải nghe lời đối phương. Trước 12 giờ đêm nay, bên thắng có thể làm bất cứ việc gì với bên kia. Nam nhân mặc quần xanh bình tĩnh nói, lần này đặt cược hơi lớn, ta khuyên ngươi không nên tham gia, dù sao nhất định không thắng được chúng ta đâu. Họ vừa dùng loại phương pháp khích tướng đấy khiến các ngươi đồng ý à? Ninh Nhụy Nhụy nhìn cặp mỹ nhân mặc bikini, hỏi. Đúng vậy, chúng ta thường chơi bóng chuyền rất nhiều, và lại vừa rồi chúng ta chơi với hai nữ hài tử khác, nhưng họ đột nhiên chạy đến gây hấn, chúng ta đồng ý. Người đẹp mặc bikini đỏ gật đầu nói. Hơn nữa họ nói đặt cược trước, sau khi chúng ta thống nhất mới nói nội dung cụ thể đặt cược. Người đẹp bikini màu xanh bổ sung, ai ngờ vừa bắt đầu chơi, chúng ta phát hiện, trước đó bọn họ chắc chắn đã tập luyện bóng chuyền, họ khá chuyên nghiệp. Vậy tình hình của các ngươi bây giờ là gì? Ninh Nhụy Nhụy tiếp tục hỏi, nàng cần hỏi rõ ràng hơn. Là như thế này, 3 trận 2 thắng, 21 điểm trước là thắng, chúng ta thua ván đầu tiên. Ván thứ hai đang có tỷ số 8-18, nghĩa là, nếu họ ghi thêm 3 điểm, chúng ta sẽ thua. Người đẹp trong bộ bikini màu đỏ nói vô cùng chi tiết. Nàng nhất thời có chút không nói nên lời, đến như vậy mới chạy đến nhờ giúp đỡ, nếu không phải gặp nàng, căn bản sẽ thua. Dù sao khoảng cách cũng quá lớn. Được thôi, ta sẽ giúp các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ một chút rồi đồng ý, về phần lý do thì rất đơn giản, nàng không thích lưu manh. Người đẹp này. Người chắc mình muốn giúp các nàng sao? Nam nhân mặc quần đỏ có chút kinh ngạc. Người đẹp, người phải biết, xác suất để các ngươi chiến thắng là 1/1000. Nam nhân quần xanh cũng nói. Đối với ta, chỉ cần các nàng chưa thua, ta 100% có thể thắng. Ninh Nhụy Nhụy đứng lên, đi thôi, ra sân chơi, đừng lãng phí thời gian. Vậy, người đẹp, chúng ta phải nói rõ,
khi ngươi thua, ngươi phải cùng các nàng thực hiện cá cược. Nam nhân mặc quần đỏ lại lên tiếng. Đúng vậy, người đẹp, bây giờ ngươi hối hận còn chưa muộn đâu. Nam nhân mặc quần xanh ở một bên phụ họa. Tiểu muội chân dài, hiện tại, Hạ Thiên mở miệng muốn nói chuyện. Này, im miệng, không được nói chuyện. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn hắn, nàng cảm thấy tên kia vừa mở miệng sẽ lại mắng người, sau đó hắn sẽ bắt đầu đánh người, vậy thì trò chơi cũng sẽ kết thúc. Hạ Thiên cười hì hì, thực sự ngừng nói nữa. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu trò chơi, địa điểm ở đằng kia. Nam nhân mặc quần đỏ lại lên tiếng, sau đó quay người đi về phía bên kia bãi biển. Nơi diễn ra trận đấu tạm thời cách đây cả trăm mét, không có trọng tài nhưng có người đứng xem, dù sao hai người đẹp bikini chơi bóng chuyền cũng khá đẹp mắt. Người đẹp, người sẽ thay thế người nào ra sân? Hiện tại, nam nhân mặc quần đỏ lại hỏi. Một mình ta là được, Ninh Nhụy Nhụy nói. Người đẹp ơi, đây là trò chơi hai chọi hai, một mình làm sao được? Nam nhân mặc quần đỏ lắc đầu, người vẫn nên tìm người hợp tác với mình đi. Đúng vậy, Ninh tiểu thư, để một người trong chúng ta giúp người nhé. Người đẹp mặc bộ bikini đỏ cũng nhỏ giọng nói, thật ra hai chúng ta đánh cát cũng rất tốt. Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ một lúc, sau đó đưa ra quyết định, nhìn Hạ Thiên, này, đến hợp tác với ta. Được thôi, hắn đi qua. Đây, Ninh tiểu thư, đây là, người đẹp mặc bikini đỏ không nhịn được mà hỏi. Ta là, hắn ngay lập tức có ý đồ nói rõ thân phận của mình, nhưng lần này Ninh Nhụy Nhụy đã rút ra được bài học, lên tiếng nhanh hơn, hắn là bạn của ta hợp tác với hắn là được. Người đẹp này, vậy đợi lát nữa nếu các ngươi thua, bạn của ngươi cũng phải thực hiện đổ ước cùng. Bây giờ, nam nhân quần đỏ lại nói. Tiểu muội chân dài, một lát nữa ta sẽ đưa ra yêu cầu. Hạ Thiên cười hì hì với nàng. Chờ chút lại nói, bây giờ ngươi ngồi bên cạnh đừng nhúc nhích, xem ta chơi là được. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn hắn, lý do tại sao nàng để hắn đến hợp tác với mình là vì nàng không muốn được người khác giúp đỡ. Với năng lực của nàng, cho dù nàng chưa trở thành người tu tiên, một mình đánh hai người cũng không sao. Hạ Thiên không phản đối chuyện đó, hắn thực sự ngồi trên bãi biển, sau đó nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy. Mà, chính xác mà nói, là đang nhìn chằm chằm đôi chân dài xinh đẹp của nàng. Chương 1922. Sự thật. Vài phút sau, cái gọi là trận bóng chuyền cát cuối cùng cũng bắt đầu, hắn thỉnh thoảng lại lẩm bẩm, chân của tiểu muội chân dài thực sự là càng nhìn càng đẹp. Toàn bộ khí chất của nàng khi đang trên sân lại trở nên khác hẳn, mặc dù đây chỉ là một trận đấu nghiệp sư không thể nghiệp sư hơn, nhưng khí chất đế vương của nàng trên sân lúc này đương nhiên hiện hữu. Xung quanh vang lên những tiếng kinh hô, nhịp điệu trận đấu diễn ra khá nhanh, vì về cơ bản, chỉ cần nàng chạm bóng một lần, nàng sẽ trực tiếp ghi bàn, còn hai nam nhân bên kia thì hoàn toàn không có cơ hội ghi bàn nào. Tuyệt thật, quá tuyệt. Người đẹp đó là ai, chơi bóng thật đỉnh. Mắt người bị gì đấy? Ngươi còn chưa nhận ra nàng ấy sao? Đó là Ninh Nhụy Nhụy. À, bảo sao trông nàng ấy quen, hóa ra là nàng ấy. Wow, Ninh Nhụy Nhụy xinh quá, còn xinh hơn khi xem trên truyền hình. Chà, có vẻ càng ngày càng xinh. Một mỹ nữ như Ninh Nhụy Nhụy rất dễ được nhận ra, không lâu sau, rất nhiều người đã nhận ra nàng, thậm chí còn có người ở đó cổ vũ cho nàng. Ninh Nhụy Nhụy, cố lên. Ninh Nhụy Nhụy, ngươi thật tuyệt. Nhụy Nhụy, ngươi là nữ thần của ta. Với tiếng hô như vậy, đương nhiên mọi người đều biết thân phận của Ninh Nhụy Nhụy, càng ngày càng có nhiều người đến xem, may mà trận đấu diễn ra không lâu. Ở ván thứ hai, 21:18, nàng chuyển bại thành thắng. Trong hiệp thứ ba, 21:1, hay, đây là nàng cố tình nhường một điểm khi nàng đạt 20:0. Và đối thủ của nàng, hai nam nhân kia, hiện giờ dường như đã hoàn toàn bị đánh bại. Cuối trận đấu, nàng rõ ràng đã giành chiến thắng, nhưng bây giờ vẫn còn có người cổ vũ xung quanh. Sau đó đám đông đột nhiên bình tĩnh lại vì họ phát hiện nữ thần của họ bị một nam nhân ôm lấy. Đồ biến thái, ngươi đang làm gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy có chút xấu hổ, tên lưu manh đáng chết kia, hắn ôm nàng lên đùi hắn trước mặt đám người, mà hắn còn đang ngồi trên bãi biển. Tiểu muội chân dài, bây giờ đến lượt ta đưa ra yêu cầu. Hạ Thiên cười hì hì nói, bây giờ chúng ta đã thắng. Vậy chúng ta muốn hai tên ngốc đó làm gì cũng được phải không? Nàng có chút không nói nên lời, mọi người xung quanh cũng có chút phát điên, tên khốn kiếp đấy là ai? Và lại, không phải nghe nói, Ninh Nhụy Nhụy thích nữ hài tử sao? Ta có chơi có chịu,
các ngươi muốn yêu cầu gì, các ngươi cứ nói. Lúc này, nam nhân mặc quần đỏ lên tiếng. Ồ, đơn giản thôi, hai tên ngốc các ngươi, cứ đánh hai nữ nhân đần đó là được. Hạ Thiên uể oải nói, mà hai nữ nhân ngốc nghếch hắn đang nói đến là cặp mỹ nhân mặc bikini. Ngươi làm gì đấy? Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt một chút, tên biến thái đáng chết này lại muốn làm loạn rồi sao? Tiểu muội chân dài, không phải chúng ta thắng là có thể ra điều kiện sao? Hạ Thiên hơi khó hiểu, chẳng lẽ ta không thể yêu cầu họ đánh người sao? Về mặt lý thuyết thì có thể, nhưng sao ngươi lại đưa ra yêu cầu lung tung như vậy? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, họ cũng không đắc tội với ngươi. Đúng vậy, ta nói này vị soái ca, sao ngươi lại muốn họ đánh chúng ta? Bây giờ, người đẹp mặc bikini đỏ lên tiếng, hai chúng ta không đắc tội với ngươi mà. Hơn nữa chúng ta đều thuộc phe thắng, cũng có thể ra điều kiện của ngươi nhất định không được. Người đẹp bikini xanh cũng lên tiếng. Được thôi, vậy ta thay đổi điều kiện. Hạ Thiên uể oải nói, hai người ngủ với các nàng ấy đi, người mặc quần đỏ ngủ với người mặc bikini xanh, người mặc quần xanh ngủ với người mặc bikini đỏ. Này, tên biến thái, người bị điên à? Ninh Nhụy Nhụy càng thêm khó chịu, hắn nói lung tung gì đấy. Mà những người đang xem xung quanh cũng không nói nên lời, gia hỏa bị nghi là bạn trai của Ninh Nhụy Nhụy kia hóa ra lại là một kẻ thần kinh à. Bốp! Hạ Thiên cho nàng một vỗ, cô vợ nhỏ này quá không nghe lời, không nể mặt chồng mình chút nào. Tên lưu manh chết tiệt, ngươi làm gì vậy? Nàng sắp phát điên, nhưng điều duy nhất nàng cảm thấy may mắn là hiện tại tên lưu manh này có vẻ thích chân nàng quá, cái vỗ đó cũng là vỗ vào chân. Đau thì đau, nhưng dù sao cũng không có gì đáng xấu hổ. Tiểu muội chân dài, ta đã kêu cô ăn nhiều một chút để bổ ngực, cô luôn không nghe lời, đó là lý do tại sao cô vẫn luôn ngực nhỏ kém thông minh như vậy. Hạ Thiên có chút không vui, cô còn chưa biết bốn tên ngốc đó cùng một phe sao. Họ vừa lúc là hai cặp, áo tắm và quần bơi đều là đồ tình nhân. Gì cơ, Ninh Nhụy Nhụy ngẩn ngơ, người nói thật à. Nàng nhìn hai người đẹp trong bộ bikini cách đó không xa. Lại nhìn nam nhân ở phía bên kia, đột nhiên phát hiện, những gì hắn nói là thực sự có thể, họ ăn mặc trông giống như một cặp đôi, nhưng vì có quá nhiều người ăn mặc như thế trên bãi biển, nàng thậm chí cũng không nghĩ ra. Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Chúng ta không có gì với họ, người đẹp trong bộ bikini đỏ trông có chút tức giận. Đúng vậy, trang phục đôi gì chứ, chúng ta chỉ mua tạm những món này ở cửa hàng phía trước, chỉ có hai màu đó thôi, dù là bikini hay quần bơi. Người đẹp bikini xanh cũng tức giận nói. Đúng vậy, ở đằng kia có một cửa hàng bán đồ bơi, đúng là như thế. Ừ đấy, ta cũng đã đến đó, nhưng ta không có mua. Cho nên, hắn ta rõ ràng là đang nói bậy. Bên cạnh có tiếng nghị luận, tuy rằng giọng nói không lớn nhưng với một người tu tiên như Ninh Nhụy Nhụy thì cũng có thể nghe thấy rõ ràng, cho nên nàng vốn đã tin tưởng Hạ Thiên một chút lại bắt đầu nghi ngờ. Này, có phải ngươi nói sai rồi không? Nàng trừng mắt nhìn hắn, nàng vẫn tin tưởng vào năng lực của hắn, dù sao thì tên đó chỉ có năng lực là đáng tin, những chỗ khác thì không đáng tin. Ồ, các ngươi không phải đang mặc đồ đôi à? Hạ Thiên hơi ngạc nhiên, vậy tại sao các ngươi lại ngủ với nhau chứ? Ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy? Lần này, gần như cả bốn người đều mắng hắn cùng một lúc. Gần như cùng lúc, hai nam nhân đã lao về phía bên này. Ngươi nói mò cái gì vậy? Ngươi còn nói hưu nói vượn nữa. Có tin lão tử đánh ngươi, người lên tiếng là nam nhân quần đỏ, nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị hắn đạp xuống đất. Chương 1923, độc chiếm. Đồ ngu, Hạ Thiên ôm lấy Ninh Nhụy Nhụy đứng dậy, người đã ngủ với nữ nhân ngốc mặc bikini đỏ đó, chính là buổi trưa hôm nay, còn có hai kẻ ngốc các ngươi, 6 hoặc 7 giờ tối qua cũng ngủ, nhưng hơi lạ nhỉ, tại sao các ngươi không ngủ cùng nhau vào ban đêm mà lại chọn ngủ vào ban ngày vậy? Ồ, hình như đều là giờ ăn cơm nhỉ. Ngươi thực sự đã ngủ với hắn sao? Khốn khiếp, buổi trưa hôm nay các ngươi nói đi vệ sinh, còn trùng hợp đi cùng nhau, hóa ra là để ngủ với nhau sau lưng ta sao? Con đĩ, tối hôm qua lúc ăn cơm ngươi đi vệ sinh lâu như vậy, hóa ra là làm cản rỡ sau lưng lão tử à? Ngươi trách móc cái gì? Không phải ngươi cũng ngủ với nàng ta sao? Ngươi mới là tiện nam, ngươi có thể vượt quá giới hạn, ta không thể vượt quá giới hạn à? Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Ngay sau đó mọi người đều hiểu ra mọi chuyện, đây thực sự là hai cặp, tuy nhiên hắn rõ ràng đã tính sai một chuyện, đó là ban đầu hai cặp này là xanh đỏ với nhau, mà đỏ ngủ với xanh, chỉ là vượt quá giới hạn lẫn nhau mà thôi. Không,
bây giờ bốn người họ đang tranh cãi với nhau rồi trực tiếp đánh nhau, chuyện đấy cũng khiến Ninh Nhụy Nhụy khá chán nản, cứ tưởng là nàng đang giúp đỡ, nhưng hóa ra là bị người khác đùa bỡn à. Này, đừng tranh cãi nữa, đồ ngốc, Hạ Thiên hơi bực mình, đạp mấy cái rồi cả bốn người nọ cùng nhau bay lên, sau đó cả đám rơi xuống biển. Lần này, ngay cả Ninh Nhụy Nhụy cũng cảm thấy hắn đã làm rất đúng, nên ném những người đó xuống biển như vậy. Vấn đề duy nhất là nàng vẫn chưa hình dung ra, tại sao những người đó lại muốn đóng cảnh như vậy, nhờ nàng chơi bóng giúp. Này tên biến thái, người nói, có phải bọn họ muốn gây chuyện với ta nên sắp đặt ván cục kia muốn để ta thua không? Ninh Nhụy Nhụy hỏi, nàng nghĩ kỹ một chút, nếu lúc đó để một trong hai nữ nhân làm cặp với mình, nếu nữ nhân đó quấy rối vài lần, có lẽ nàng sẽ thực sự thua. Tiểu muội chân dài, đừng lo lũ ngốc đó muốn làm gì. Hạ Thiên uể oải nói, chúng ta là người thông minh, không thể hiểu được suy nghĩ của kẻ ngốc nghếch. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi liếc mắt nhìn hắn, tên này vừa rồi còn nói nàng ngực nhỏ không não, hiện tại nàng lại thành người thông minh. Tuy nhiên, nàng cũng từ bỏ truy cứu, theo ý kiến của nàng, đây không phải là vấn đề lớn. Này, tiểu muội chân dài, hay chúng ta cũng đến đó mua đồ bơi đi. Hiện tại, Hạ Thiên đề nghị, ta cảm thấy cô diện bộ bikini sẽ trông rất xinh đẹp. Muốn xem thì tự lên mạng mà xem. Nàng tức giận nói, năm đó tham gia quốc thi bơi lội, ta đã mặc áo tắm. Vậy sao? Hạ Thiên liền lấy điện thoại di động ra nhắn cho bé ngoan. Ngươi gửi gì đấy? Nàng không nhịn được nghiêng người qua. Một lúc sau, nàng phát hiện, hắn thực sự đang nhờ bé ngoan giúp hắn thu thập video và ảnh của nàng. Như vậy thì thôi đi. Cuối cùng gia hỏa này còn nói, phân loại xong thì gửi cho ta, sau đó xóa hết những thứ đó trên mạng đi. Có bệnh, nàng trừng mắt nhìn hắn, lòng chiếm hữu của tên này thực sự quá mạnh không bình thường, chỉ là mấy tấm ảnh bình thường thôi, hắn cũng không muốn người khác nhìn. Nhưng không biết có phải do lúc trước Y Tiểu Âm gọi điện cho nàng nói những chuyện đó hay không, sau đó tâm trạng của nàng có chút thay đổi, bây giờ Ninh Nhụy Nhụy không chán ghét cách làm đấy hắn của, ngược lại trong lòng có vẻ cũng vui vẻ một chút. Nàng có chút choáng váng, nàng cảm thấy bây giờ có lẽ mình không được bình thường, nếu không nàng làm sao có thể cảm thấy một người loạn thần kinh như Hạ Thiên thỉnh thoảng lại làm đúng đúng không? Này, đổi chỗ khác đi, ở đây nhiều người quá. Bây giờ, Ninh Nhụy Nhụy lại nói, lúc đầu ở đây không có nhiều người, nhưng bây giờ có khá nhiều người vây xem. Mặc dù trước đây, nàng đã quen với việc bị nhìn chằm chằm, nhưng nói cho cùng, nàng đang ở đây nghỉ dưỡng. Quan trọng hơn là tên biến thái như Hạ Thiên hết lần này đến lần khác chiếm tiện nghi của nàng, nàng không muốn bị một đám người theo dõi trong tình huống như vậy. Tiểu muội chân dài, thật ra ở bãi biển không có gì vui cả, chúng ta có thể về khách sạn chơi. Hắn thuận miệng nói. Không đi, nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, này, không phải bây giờ ngươi muốn làm quen với nhiều người bình thường hơn sao? Vậy thì nghe ta. Nàng không vào khách sạn đâu, tên biến thái đó chính là đang có ý đồ xấu với nàng. Cho dù bây giờ nàng trên danh nghĩa là người của hắn, nhưng thật ra nàng cũng không muốn cho hắn chiếm tiện nghi nhanh như thế. Này, không đúng. Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên phát hiện ra ý nghĩ của bản thân có vấn đề nghiêm trọng, nàng phải là không bao giờ để tên lưu manh kia chiếm tiện nghi mới đúng. Chẳng lẽ đến bây giờ nàng đã chấp nhận số phận của mình rồi sao? Ninh Nhụy Nhụy lại đau đầu, nàng cảm thấy mình có thể đã bị Thạch Thuần làm cho hư hỏng, nữ lưu manh đó đã gieo mầm suy nghĩ đấy với nàng suốt ngày. Nói nàng không thể để anh dễ biến thái chiếm tiện nghi nhanh như thế, khiến nàng dường như giờ cũng có ý nghĩ như vậy. Tiểu muội chân dài, ta cảm thấy như vậy thật quá nhàm chán, nhìn mấy người chúng ta gặp vừa rồi, bọn họ đều là đồ ngốc. Hạ Thiên có chút chán nản, mặc dù quyết định nghe theo lời thần tiên tỷ tỷ, nhưng vấn đề là hắn thực sự không thích tiếp tục ở giữa những người bình thường đấy. Ninh Nhụy Nhụy cũng có chút không nói nên lời, nàng cũng không biết tại sao chủ động đến tìm nàng đều không phải là chuyện tốt. Ngươi kiên nhẫn một chút được không? Nàng hừ nhẹ một tiếng. Vừa nói, Ninh Nhụy Nhụy đã nghe thấy tiếng hét cách đó không xa, hép. Hép, giúp đỡ, giúp đỡ. Nàng lần theo tiếng kêu, phát hiện một cô gái tóc vàng đang la hét ở đó, sau đó nàng bắt đầu chuyển sang tiếng Trung cứu cứu. Mặc dù hơi khó đọc nhưng lời của nàng ấy vẫn rất rõ ràng, hiển nhiên cô gái tóc vàng nhận ra ở nơi đây nói tiếng Trung người ta dễ dàng nghe thấy hơn. Sự thật là vậy, tiếng hét của nàng ấy lập tức kéo được nhiều người nhìn sang. Sau đó, rất nhiều người chạy đến đó, ngay sau đó họ nhìn thấy một nam thanh niên nằm trên mặt đất, bất tỉnh, mà cô gái tóc vàng bắt đầu nói gì đó xen lẫn tiếng Trung và tiếng Anh, hình như là nói nam thanh niên kia bị đuối nước hay gì đó.
Nhường một chút, các ngươi nhường một chút. Giọng Ninh Nhụy Nhụy vang lên, chỗ ta có bác sĩ. Nghe thấy lời nói của Ninh Nhụy Nhụy, tất cả mọi người đều nhường chỗ, sau đó cùng nhau nhìn về phía nàng, lại phát hiện nàng đang vẫy tay về phía bên kia, này, đến đây cứu người. Khi những người đó nhìn thấy Hạ Thiên từ từ đi tới, đều có chút không nói nên lời, tên thần kinh vừa rồi hóa ra là bác sĩ à. Chuyện đấy hơi phản khoa học. Tiếp theo, bọn họ càng cảm thấy không khoa học, bởi vì Hạ Thiên lại lấy ra một cây ngân châm, thật sự là không khoa học. Chương 1924, đổi khách sạn. Tiểu muội chân dài, ta chữa bệnh cho người ta là phải lấy tiền, nhưng cô là vợ của ta, cô bảo ta chữa bệnh ta liền chữa cho hắn, cho nên, ta là nam nhân tốt nghe lời vợ. Hạ Thiên nói rất nghiêm với Ninh Nhụy Nhụy, đồng thời tiện tay châm thêm vài châm trên người nam nhân đang hôn mê, mà thậm chí hắn chưa từng nhìn người đang hôn mê đó. Thu ngân châm lại, Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy rồi tiếp tục nói, cho nên, tiểu muội chân dài, cô cần phải nghe lời của ta, như vậy cô mới là người vợ tốt. Nhụy Nhụy trừng mắt với hắn, tên biến thái chết tiệt kia nói nửa ngày, vẫn muốn nàng nghe lời hắn, mà cái hắn gọi là nghe lời, chính là muốn dỗ nàng lên giường. Ta không làm người vợ tốt thì không được sao? Nàng hừ nhẹ một tiếng ở trong lòng, nhưng lại không có nói ra, không có cách nào, người bên cạnh quá nhiều. Mà đám người đứng xem, bây giờ cảm thấy càng không khoa học, bởi vì rõ ràng bác sĩ kia chỉ cầm lấy ngân châm, rất không khoa học tùy tiện châm cho nam nhân đang hôn mê kia mấy cái. Thế mà sau đó tên nọ đang hôn mê thật sự tỉnh lại. Cái này, đây là một đám lừa đảo làm bậy hả? Dựa theo lẽ bình thường, không phải kế tiếp nên bắt đầu tuyên truyền cái gì thần y chữa khỏi bách bệnh rồi sau đó mua thần dược gì đó chữa khỏi bách bệnh. Nhưng, những người kia lại lần nữa phát hiện, câu chuyện hoàn toàn không giống với suy nghĩ bình thường của bọn hắn, thần y dùng mấy châm cứu tỉnh người ta, thế mà ôm mỹ nữ rồi xoay người rời đi. Hắn cứ đi như thế. Ngay cả nói cũng không nói nhiều thêm một câu. Đương nhiên, chỉ là Hạ Thiên không có hứng thú nói chuyện với những người đó, hắn vẫn nên nói chuyện với Ninh Nhụy Nhụy. Tiểu muội chân dài, bây giờ đến phiên cô nghe lời ta, chúng ta đi tới khách sạn thôi. Hạ Thiên nói đến đây đột nhiên nghĩ tới một vấn đề a, hình như ta không đặt khách sạn, có phải tiểu muội chân dài cô ở cùng chỗ với tiểu lừa gạt thuần thuần đúng không? Nói nhảm, ta đương nhiên là ở với nàng ấy. Ninh Nhụy Nhụy cho Hạ Thiên một cái liếc mắt, còn có, ta không có nói muốn trở về khách sạn với ngươi. Tiểu muội chân dài, người vợ không nghe lời là người vợ không tốt. Hạ Thiên nói rất chân thành. Ta không nghe lời đó, ta không phải là người vợ tốt, ngươi có muốn hay không? Ninh Nhụy Nhụy hờn dỗi nói, cái tên biến thái chết tiệt kia, bởi vì gặp hắn ở trên núi tuyết, nàng không hiểu rõ nên biến thành vợ nhỏ của hắn, hiện tại hắn lại còn yêu cầu nàng nghe lời làm người vợ tốt. Hắn chính là bị bệnh tâm thần. Ôi, không đúng. Đột nhiên Ninh Nhụy Nhụy hơi nhụt chí, vốn ra hỏa đó chính là một người có bệnh tâm thần. À, tiểu muội chân dài nàng có phải bị vợ y lây bệnh hay không? Hạ Thiên có chút buồn bực, sao lại cảm thấy tiểu muội chân dài càng ngày càng không nghe lời chứ? Này, đừng nói xấu y tỷ, nàng ấy vừa nói tốt về ngươi đó. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với hắn. Thật ra nàng vẫn không biết rõ rốt cuộc giữa Y Tiểu Âm và hắn đã xảy ra chuyện gì. Vợ y nói ta tốt là rất bình thường, ta là chồng nàng ấy đương nhiên phải nói tốt cho ta. Hạ Thiên có dáng vẻ là chuyện đương nhiên, đúng rồi, tiểu muội chân dài, có phải vợ y nói với cô rằng ta rất đẹp trai hay không? Này, ngươi có thể có chút tự hiểu mình hay không, bộ dáng của ngươi thì đẹp trai chỗ nào? Ninh Nhụy Nhụy không thể nhịn được nữa, thẩm mỹ của ngươi có vấn đề à? Lớn lên như vậy mà cảm thấy mình đẹp trai, ta đẹp như vậy mà trong đôi mắt của ngươi còn nói ta không dễ nhìn, chính là ánh mắt của ngươi có vấn đề. Tiểu muội chân dài, thật sự ánh mắt của cô có vấn đề. Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, nghiêm túc nói. Nàng nhất thời chán nản, cảm thấy không có cách nào giao lưu với Hạ Thiên, đột nhiên tránh khỏi cái ôm của hắn, bước đôi chân dài đi nhanh về phía trước. Chỉ tiếc, nàng không đi được bao xa, hắn lại đuổi kịp, ôm cái eo nhỏ của nàng. Ôm eo thì cũng thôi đi, cái tay ôm đặt trên đùi nàng, thật sự làm cho nàng rất tức giận, cái tên háo sắc chết tiệt kia có chấp niệm với chân nàng, không có gì khác biệt với nữ lưu manh thuần thuần kia. Vốn còn muốn nói cái gì, ngay lúc đó sau lưng truyền đến giọng nói lo lắng, thần y chờ ta một chút, thần y xin chờ một chút. Ninh Nhụy Nhụy quay đầu nhìn lại, là người đàn ông vừa mới hôn mê đuổi theo, hắn thở hổn hển, dường như cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn rất cố gắng chạy tới chỗ này.
mà cô gái tóc vàng kia lại đỡ hắn cùng chạy. Này, người ta kêu ngươi kìa. Ninh Nhụy Nhụy hung hăng nhéo hắn một cái, ngươi không cảm thấy đây mới là phương thức giao tiếp với người bình thường sao? Mặc dù không quá bình thường, nhưng tiểu muội chân dài cô muốn làm quen với bọn hắn, ta có thể nghe theo cô. Hạ Thiên dừng bước, sau đó quay đầu nhìn đôi nam nữ vừa mới chạy tới. Chào anh, thần y, cảm ơn anh vừa mới cứu ta một mạng. Thật ra dáng dấp nam nhân đó không tệ, hơn nữa nhìn dáng người, không phải loại hình gầy yếu, nhưng bây giờ lại thở hổn hển, cho người ta một loại rất cảm giác yếu ớt. Thân thể ngươi có chút yếu, thể chất này của ngươi, 3 ngày 1 lần là được rồi, đừng 1 ngày 3 lần. Hạ Thiên nhìn nam nhân kia, thuận miệng nói một câu. À, nam nhân ngẩn ngơ, mà khuôn mặt cô gái tóc vàng thì ửng hồng, hai người nhìn nhau, đều rất buồn bực, làm sao người nào biết bọn hắn 1 ngày 3 lần. Ai, đừng làm bộ dáng ngu ngốc, ta là thần y, các ngươi ngủ chung mấy lần ta đương nhiên là biết. Hạ Thiên có chút không nhịn được, ngươi gọi ta làm gì? Mặc dù ta là thần y đệ nhất thiên hạ, nhưng ta không tùy tiện chữa bệnh cho người khác, mới nãy là do vợ của ta bảo ta giúp ngươi, bây giờ ta không chữa bệnh miễn phí cho các ngươi. Vậy thì, thần y, anh thu phí như thế nào? Nam nhân trần chờ một chút hỏi. Hình như đã rất lâu ta không thu phí chữa bệnh, ừ, ta suy nghĩ, nếu không thì cứu sống là 1.000 vạn, cứu chết thì 10.000 vạn. Người như ngươi sẽ chết, ngươi giữ 1 khối tiền như vậy cũng chả dùng được. Hạ Thiên lẩm bẩm, lập tức lại lắc đầu, ôi, bây giờ ta có nhiều tiền như vậy xài không hết, đòi tiền cũng vô dụng thôi. Thần y, anh nói ta sẽ chết. Sắc mặt nam nhân kia lập tức tái nhợt, mặc dù cơ thể ta không phải là đặc biệt tốt, nhưng lúc trước bác sĩ nói với ta, ta sẽ ngẫu nhiên phát bệnh, nhưng có lẽ còn có thể sống rất lâu. Ừ, ngươi không có bệnh gì lớn, nhưng ngươi 1 ngày 3 lần. Không bao lâu nữa sẽ chết. Hạ Thiên lười biếng nói, nhưng, ta chỉ cần châm mấy châm cho ngươi, ngươi làm 1 ngày 3 lần sẽ không chết. Vậy thì, thần y, anh có thể châm cho ta mấy châm không? Nam nhân đó vội vàng hỏi, cuối cùng lại bổ sung một câu, tiền xem bệnh gì đó, ta không có vấn đề. Không thể, Hạ Thiên lười biếng nói, ta còn chưa nghĩ ra thu phí như thế nào, cho nên, ta quyết định không chữa. Nói xong lời đấy, Hạ Thiên quay người chuẩn bị rời đi. Ấy, đừng mà, thần y, anh khoan hãy đi đã. Nam nhân kia lập tức gấp gáp, chữa bệnh là nhỏ, loại năng lực nào đó với hắn mà nói quan trọng hơn, thật vất vả gặp một thần y như thế, mấy châm là có thể làm hắn tỉnh, hắn không muốn người đó đi mất như vậy. Dừng một chút, nam nhân này lại vội vàng nói, thần y, anh nhìn nếu không thì như vậy, đầu tiên ta mời anh đi uống chút trà hoặc uống rượu được không? Ta không thích uống trà cũng không thích uống rượu. Hạ Thiên lười biếng nói, ta vẫn nên trở về khách sạn với tiểu muội chân dài. Thần y, trở về khách sạn cũng được, vừa vặn chúng ta đã đặt trước phòng tổng thống tốt nhất ở nơi đây, làng du lịch này chỉ có duy nhất 1 phòng có nguyên 1 tầng, tính bảo mật tương đối tốt, nếu là thần y anh thích, ta có thể nhường căn phòng đấy cho 2 người. Nam nhân vội vàng nói, bên trong có đầy đủ kiến trúc, có bể bơi, thậm chí còn có bãi cát nhân tạo bên cạnh bể bơi, anh và bạn gái anh chơi chung, nhất định rất thích hợp. Chương 1925, Thẩm Hàn. À, tiểu muội chân dài, nghe có vẻ không tệ, như vậy nàng có thể mặc bikini cho ta xem. Cuối cùng hắn có một chút hứng thú, hắn định đi đến nơi đó. Ninh Nhụy Nhụy trực tiếp cho Hạ Thiên một cái liếc mắt, nhưng không phản đối, nếu không cái tên háo sắc chết tiệt nhất định sẽ đặt trước ở khách sạn, đến lúc đó nàng ở hay không ở lại thì nói sau. Vậy được thôi, nhưng căn phòng kia của các ngươi cho ta đi. Cuối cùng Hạ Thiên đồng ý. Quá tốt rồi, thần y, vậy anh đi theo ta. Nam nhân đấy có chút hưng phấn, đúng rồi, thần y, ta tên là Thẩm Hạo, xưng hô với anh như thế nào? Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, thiên của đệ nhất thiên hạ. Hắn lười biếng nói ra tên của mình, đây là vợ nhỏ của ta, tiểu muội chân dài. Này, ta có tên riêng, Ninh Nhụy Nhụy có chút tức giận, sau đó nhìn Thẩm Hạo, ta là Ninh Nhụy Nhụy. À, Ninh tiểu thư, thì ra là ngươi. Ta luôn không dám nhận, đúng, đây là bạn gái của ta Lily, tiếng Trung của nàng không tốt lắm, còn đang học. Rõ ràng Thẩm Hạo đã sớm nhận ra nàng. Thẩm Hạo không nói thêm gì với Ninh Nhụy Nhụy, rõ ràng hắn có hứng thú với Hạ Thiên hơn, mà không lâu sau, hắn đã dẫn Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đi tới phòng tổng thống hắn đặt trước. Hắn vào xem một vòng sau đó, rất hài lòng, trên thực tế, cả Ninh Nhụy Nhụy cũng cảm thấy rất hài lòng, căn phòng kia, chính xác tốt hơn chỗ nàng và Thạch Thuần ở. Thật ra các nàng cũng đặt phòng tổng thống,
dù sao, nhà đầu Thạch Thuần đó không thiếu tiền. Thấy Hạ Thiên hài lòng, Thẩm Hạo lập tức tìm phục vụ, dọn dẹp lại bên trong căn phòng, mà hắn thì đặt căn phòng tương đối thông thường ngay ở tầng dưới, mà đợi cho đến khi làm xong tất cả, Thẩm Hạo không có rời đi, hắn nhìn Hạ Thiên, muốn nói cái gì, lại không dám mở miệng. Này, ngươi lấy căn phòng người ta, thì giúp người ta giải quyết chuyện của họ cho tốt, đối với ngươi mà nói cũng không khó. Bây giờ, nàng mới mở miệng nói. Cái đó, Hạ Thần Y, thật ra ta muốn biết, căn bệnh thỉnh thoảng sẽ hôn mê của ta, anh có thể giúp ta chữa khỏi được không? Nếu không thì sẽ giống như hôm nay, ta đột nhiên hôn mê ở trong biển, quá nguy hiểm. Thẩm Hạo đuổi sát theo mở miệng hỏi. Không có bệnh nào ta chữa không được, căn bệnh kia của ngươi cũng không phải bệnh nặng gì. Hạ Thiên lười biếng nói, ồ, bây giờ tâm trạng của ta không tệ, cho nên, thuận tiện nói cho ngươi một việc, sở dĩ ngươi hôn mê, không phải vì sinh bệnh. Không phải bị bệnh, sắc mặt của Thẩm Hạo thay đổi, Hạ Thần Y, cái đó là do nguyên nhân gì? Ngươi vừa bị người ta đánh ngươi cũng không biết sao. Hạ Thiên nhìn Thẩm Hạo, có chút buồn bực, ngươi đây là bị người ta đánh đến choáng. Ta bị người ta đánh, Thẩm Hạo mơ màng, cái đó, Hạ Thần Y, ta vừa mới bơi trong biển, sau đó đột nhiên hôn mê, ta nhớ trước khi ta hôn mê, bên cạnh không có người, lúc đó Lily đều cách ta có hơi xa. Tóm lại ngươi là bị người ta đánh, ngươi muốn tin hay không tùy. Hạ Thiên không có kiên nhẫn đi giải thích. Điều đó khiến Thẩm Hạo có chút lúng túng, không phải hắn không muốn tin Hạ Thiên, nhưng vấn đề là, thật sự hắn không cảm thấy mình là bị người đánh bất tỉnh. Ngươi nói rõ hơn một chút không được sao? Ninh Nhụy Nhụy liếc Hạ Thiên, hắn là bị đánh bất tỉnh như thế nào, bị đánh trúng ở chỗ nào, dùng cái gì đánh, những thứ kia không phải ngươi không biết. Tiểu muội chân dài, hắn bị đánh đến choáng váng, đương nhiên là bị đánh ở đầu, đến nỗi dùng cái gì đánh, là một viên hạt nhựa plastic tròn nhỏ, rất nhỏ. Hạ Thiên suy nghĩ nói. Chuyện kia, chẳng lẽ là đạn plastic? Sắc mặt của nam nhân đầy biến hóa, có phải là có người ở trong nước nổ súng nhắm ta hay không? Có thể không đúng lắm, là loại súng hơi kia hay súng ngắn nhựa plastic? Ồ, loại khả năng này có thể. Hạ Thiên thuận miệng nói, chuyện kia hắn không thể xác định, dù sao đối với hắn mà nói, không cần súng ngắn nhựa plastic gì đó có thể trực tiếp ném ra một viên đạn plastic đánh chết người ta. Nếu thật sự là như vậy, đây chẳng phải có ý nghĩa, có người muốn giết ta. Thẩm Hạo lẩm bẩm. Sắc mặt hơi khó coi, ban đầu hắn tưởng mình chỉ sinh bệnh, đối với hắn mà nói, căn bệnh đó không phải là lần thứ nhất tái phát, cho nên không cảm thấy có gì, nhưng nếu như có người muốn ám sát hắn, hoàn toàn khác với chuyện đấy. Có người muốn giết ngươi cũng không có gì to tát, thường xuyên có người muốn giết ta này. Dáng vẻ của Hạ Thiên chẳng hề để ý, sau đó lấy ra ngân châm, tiện tay châm mười mấy châm trên người Thẩm Hạo, tốt rồi, sau này ngươi sẽ thỉnh thoảng hôn mê, còn có vấn đề một ngày ngươi không thể ba lần. Đều chữa cho ngươi, bây giờ ngươi có thể đi. Hắn trực tiếp bắt đầu đuổi người, rõ ràng hắn không có hứng thú nói chuyện phiếm với nam nhân kia ở chỗ này. Thẩm Hạo ngẩn ngơ, hắn có chút không chắc chắn, bệnh của mình, thật sự cứ châm mấy châm như vậy là xong. Mặc dù hắn tin Hạ Thiên là thần y, nhưng vẫn không quá xác định hắn có thể đạt đến loại trình độ thành thần đấy. Hạ Thần Y, thật sự rất cảm ơn anh, như vậy đi, bây giờ chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Buổi tối ta và Lily xin mời anh với Ninh Tiểu Thư ăn cơm, anh xem có thời gian không? Mặc dù Thẩm Hạo còn có chút mơ màng, nhưng hắn vẫn rất thức thời, biết Hạ Thiên đang đuổi người, cho nên vẫn chuẩn bị rời đi, đồng thời cũng mời hai người buổi tối cùng nhau ăn cơm. Không có vấn đề, chúng ta có thời gian. Lúc này người tiếp lời tất nhiên là Ninh Nhụy Nhụy, nàng chỉ sợ tên lưu manh này cứ không muốn ra ngoài, cho nên lập tức đồng ý. Mà tất nhiên nàng đáp ứng, thì hắn sẽ không nói cái gì. Dù sao, bây giờ hắn là nam nhân tốt nghe lời vợ. Quá tốt rồi, vậy thì, Hạ Thần Y, Ninh Tiểu Thư, chúng ta đi đây, tối nay lại tới gặp các ngươi. Thẩm Hạo mang theo cô bạn gái tóc vàng Lily đứng dậy rời khỏi. Thẩm Hạo vừa mới tới cửa ra vào, kéo cửa ra, phát hiện ở cửa ra vào có một người đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào. À, anh hai, ngươi chuẩn bị đi ra ngoài à? Vậy thì tốt quá, vừa vặn ta phải dùng gian phòng kia của ngươi. Đây là một nam nhân trẻ tuổi, không xa lạ gì với Thẩm Hạo, vì đây chính là em trai ruột của hắn, Thẩm Hàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 107.